Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 191. Đây là thuốc gì vậy? Nữ đạo sĩ áo bào tím do dự hỏi. Ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không trả lời đâu. Cẩu tiên sinh thản nhiên đáp, ngươi tin ta thì uống, không tin ta, bây giờ ngươi có thể quay đầu bước đi. Cái này, nữ đạo sĩ áo bào tím do dự 2-3 giây, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận đan dược, sau đó uống vào. Đan dược vào bụng, nàng cảm thấy giống như có một ngọn lửa dâng lên trong bụng, chưa đến nửa giây, ngọn lửa này đã đốt cháy toàn thân của nàng. A! À, nữ đạo sĩ áo bào tím phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, cơ thể của nàng cũng phát sinh thay đổi mắt trần có thể thấy được, mặt giống như da heo bị đốt nóng, lộ ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Không chỉ mặt, làn da toàn thân giống như giấy bị đốt. A! À, nữ đạo sĩ áo bào tím hét ầm lên, nhào về phía cẩu tiên sinh, ngươi, rốt cuộc ngươi đã cho ta uống cái gì? Cẩu tiên sinh ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt không hề có chút ba động tình cảm nào. Rất nhanh, lửa đã đốt sạch cơ thể trong ngoài nữ đạo sĩ áo bào tím. Sao? Nữ đạo sĩ áo bào tím phát hiện mình không bị thiêu chết, ngược lại còn cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn. Tiếp theo, sâu trong cơ thể dâng lên một sự sảng khoái khó nói nên lời, khiến cho toàn thân nàng run rẩy. Đi! Cẩu tiên sinh tiện tay đưa một tấm gương đến trước mặt nữ đạo sĩ áo bào tím. Vẻ mặt nữ đạo sĩ áo bào tím vô cùng nghi hoặc, nhận lấy tấm gương. Nhìn qua một chút, nàng ta đã cả kinh nhảy dựng lên, cái này, nữ nhân này là ai? Tại sao lại xấu xí đến như vậy? Nhìn một chút thôi cũng đã cảm thấy khó chịu. Ngươi sai rồi, nữ nhân này là một mỹ nữ tuyệt thế. Cẩu tiên sinh cười ha hả, lập tức giải thích, nàng ta mắc một loại quái bệnh tiên thiên, ngày nào cũng bị sát khí tra tấn, cho nên mới biến thành cái dạng như vậy. Vậy nàng ta là ai? Nữ đạo sĩ áo bào tím không hiểu, có quan hệ gì với Hạ Thiên? Cẩu tiên sinh cũng không trả lời, chỉ thản nhiên nói, ngươi không cần hỏi ta, bởi vì những gì ngươi muốn biết đều nằm bên trong đan dược. Qua nửa tiếng nữa, ngươi sẽ không còn là ngươi. Cẩu Tu Kim, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Áo bào tím nữ đạo sĩ đột nhiên giật mình, trí nhớ giống như xuất hiện hỗn loạn. Dường như có một đoạn trí nhớ không thuộc về mình như nước biển tràn vào dòng suối nhỏ, cuồn cuộn lao đến. Cũng không làm gì cả. Cẩu tiên sinh chậm rãi đứng lên, bước đến trước mặt nữ đạo sĩ áo tím, chỉ là tạm thời để ngươi biến thành một nữ nhân khác, một nữ nhân khiến Hạ Thiên không cách nào cự tuyệt. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể khôi phục nguyên dạng. Lời hứa của ta cũng sẽ không giảm giá đâu. Nữ đạo sĩ áo bào tím cố gắng duy trì chút thần trí sau cùng, ngươi, trực tiếp tìm nữ nhân đó không được sao? Nữ nhân đó sẽ không phối hợp với ta. Cẩu tiên sinh lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Khi dược hiệu phát tác, ngươi chính là nàng ta, không khác chút nào. Nữ đạo sĩ áo bào tím nói, Hạ Thiên là thần y, ngươi không lừa được hắn đâu. Ngươi cũng đã nói, Hạ Thiên là thần y. Cẩu tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lùng, cũng không phải là thần. Nữ đạo sĩ áo bào tím còn đang định nói cái gì đó, trong đầu đột nhiên bùng một tiếng, ngã xuống đất, cái gì cũng không biết. Người đâu? Cẩu tiên sinh thở nhẹ một tiếng, gọi một thị vệ đến, mau đưa nàng ta đến Nam Tông Thượng Quan ra đi. Một bên khác, sau khi lấy được 4 tấm cực tiên lệnh, Hạ Thiên tiếp tục tiến đến cực tiên mộ. Đang đi. Bỗng nhiên có một bóng người không biết từ nơi nào đi tới, đi theo sau lưng Hạ Thiên. Vì sao ngươi lại đi theo ta? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, quay người lại hỏi. Người này mặc một bộ áo trắng toàn thân, khoảng 30 tuổi, khá cao, hình dáng xem như anh Tuấn, nhưng cách ăn mặc khá cổ xưa, có thể là thổ dân thế giới trong này. Nam nhân áo trắng không thể nhịn được cười một tiếng, chẳng lẽ đường này là nhà của ngươi? Chỉ có ngươi mới được đi. Người khác đi thì là đi theo ngươi. Ngươi nói cũng đúng. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục truy cứu, vậy ngươi tốt nhất đừng đi theo ta. Bằng không, ngươi nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Nam nhân áo trắng cảm thấy khó hiểu, có chút bó tay, ngươi cũng không phải mỹ nữ soái ca, mà ta cũng không phải kẻ si tình theo đuôi. Tại sao ta phải đi theo ngươi chứ? Ngươi cũng biết không ít từ đấy nhỉ, ngươi là người ngoài bí cảnh đến sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi.
Nam nhân áo trắng có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Tiếp theo, hắn ta đột nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi không phải sát thủ do người khác phái đến, đặc biệt chờ ta ở đây sao? Hạ Thiên nhếch miệng, ngoại trừ nữ nhân của ta, trên thế giới này chẳng có ai có thể phái được ta. Ngươi cũng không đủ tư cách để ta giết. Ngươi là ai mà khẩu khí lớn đến như vậy? Nam nhân áo trắng không khỏi có chút buồn cười, bị ngươi giết mà còn cần tư cách. Chẳng lẽ ngươi là sát thần hay sao? Ta không phải sát thần, bởi vì sát thần là nhị sư phụ của ta. Hạ Thiên lười biếng đáp lại. Nam nhân áo trắng sửng sốt, sát thần Ngải Luân là sư phụ của ngươi. Ông ấy là nhị sư phụ của ta. Hạ Thiên hờ hững nói, tuy nhiên, ta đã sớm vượt qua ông ấy, chỉ là ta lười đoạt tên tuổi của ông ấy mà thôi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nam nhân áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, khi còn trẻ, Ngải tiên sinh đã cứu ta một mạng. Ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình này trong lòng, nghĩ không ra ta lại gặp được đồ đệ của ông ấy ở đây. Ngươi nhất định phải thay ta gửi lời cảm ơn đến ông ấy. Hạ Thiên nhếch miệng, muốn cảm tạ thì ngươi đi tìm ông ấy đi, ta chưa từng làm thay mấy chuyện này. Ha ha, cũng đúng. Lúc này, nam nhân áo trắng chắp tay với Hạ Thiên, tự giới thiệu mình, ta tên Thượng quan Kim Hoàn, là người Bắc Tông Thượng quan gia, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong vô địch thượng thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm túc tự giới thiệu mình, ngoại trừ một số tên ngu ngốc muốn chết, không phải ai cũng có tư cách để ta giết cả. Thượng quan Kim Hoàn khẽ cau mày, Hạ Thiên, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Hạ Thiên kiêu ngạo nói, ta là thần y đệ nhất thiên hạ, cũng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ta đẹp trai như thế, ngươi nghe nhắc về ta cũng là chuyện bình thường. Nam nhân áo trắng nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cười ha hả, có thể là vậy. Tiếp theo, hắn ta lại hỏi, không biết Hạ Tiên sinh ngươi đến bí cảnh là để làm gì? Không đợi Hạ Thiên trả lời, hắn ta đột nhiên kinh ngạc, không phải tiếp nhận nhiệm vụ đến giết người chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, phí để ta ra tay rất đắt, trước mắt chưa ai mời được ta. Ta biết quy củ, nhiệm vụ không thể ngoại truyền, đúng không? Thượng quan Kim Hoàn hiển nhiên không tin, ha ha, chỉ cần không phải đến giết ta là được. Hạ Thiên đưa mắt nhìn hắn ta, ngáp một cái, cũng lười lặp lại lời vừa rồi. Hạ Tiên sinh, ngươi có biết ta đến làm gì không? Thượng quan Kim Hoàn thấy Hạ Thiên không trả lời, cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiếp tục gợi chuyện, thật ra ta đại diện cho thượng quan ra bên ngoài đến tham gia một buổi hôn lễ. Hôn lễ? Hạ Thiên bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, tân nương tử là ai vậy? Dáng dấp thế nào? Thượng quan Kim Hoàn không nghĩ đến Hạ Thiên lại hỏi một cách trực tiếp đến như vậy. Hắn ta sửng sốt một chút rồi nói, cái này không tiện nói. Thật ra, ta biết tân nương tử, lúc trước còn là bạn học. Nhưng về sau nàng ấy bị bệnh nên nghỉ học. Rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa. Đúng là nói nhảm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói thẳng thì nói, không nói thì thôi. Thượng quan Kim Hoàn sờ mũi, do dự một chút rồi đáp, thật ra, trước kia nàng ấy rất đẹp nhưng về sau nàng ấy bị mắc quái bệnh, trên người mọc những đốm màu đen, còn tản ra mùi vị rất kỳ lạ. Hạ Thiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, người nói nữ nhân đó có phải họ Thẩm hay không? À, chẳng lẽ Hạ Tiên sinh cũng biết nàng ấy? Thượng quan Kim Hoàn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đúng là nàng ấy họ Thẩm. Thế lực của gia tộc nàng ấy ở nước Mỹ cũng không nhỏ. Nàng ấy còn là một thiên tài hacker. Hạ Thiên lại hỏi, có phải nàng ấy có một người anh trai tên Thẩm Hồng Phi? Đúng đúng đúng. Thượng quan Kim Hoàn không ngừng gật đầu, Hạ Tiên sinh, người đúng là quen biết rộng. Chúng ta có thể kết bạn đi cùng rồi. Tâm trạng Hạ Thiên có chút khó chịu, bởi vì lời của Thẩm Hồng Phi nói với hắn hoàn toàn khác. Thẩm Hồng Phi nói hắn ta dẫn em gái đến giải sầu. Sau đó, trong quá trình giải sầu, nàng bị người của Long Gia bắt đi. Vừa rồi, Thẩm Hồng Phi còn nói với hắn em gái của hắn ta đã bỏ đi. Lúc đó, Hạ Thiên biết hắn ta nói dối nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hiện tại, hắn biết Thẩm Hồng Phi đang cố ý lừa hắn. Cô gái kia tên gì? Trong lòng Hạ Thiên có một suy đoán. Hắn hỏi tiếp. Thượng quan Kim Hoàn có chút ngoài ý muốn,
Hạ tiên sinh không phải quen biết nàng ấy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng ấy tên gì? Hạ Thiên có chút mất hứng, ta hỏi gì thì ngươi đáp đó đi. Nàng ấy tên Thẩm Manh. Thượng quan Kim Hoàn vội trả lời nhưng lại bồi thêm một câu, tuy nhiên, trước đó nàng ấy có một nhũ danh, hình như là Thẩm Bảo Bảo. Hạ Thiên nhướng mày, quay lại nhìn chằm chằm Thượng quan Kim Hoàn, nàng ấy có phải còn có tên là Bé Ngoan không? Bé Ngoan. Thượng quan Kim Hoàn lắc đầu, cái này thì ta cũng không biết rõ cho lắm. Trước kia, chúng ta đều gọi nàng ấy là Bảo Bảo. Lúc này, nét mặt Hạ Thiên đã trở nên không chút biểu cảm, vậy nàng ấy kết hôn với ai? Là con trai út của Thượng quan gia chủ, hình như tên là Thượng quan Tiểu Phi. Thượng quan Kim Hoàn mỉm cười, có chút ngượng ngùng, tuổi tác của hắn ta chỉ khoảng 18-19 nhưng luận bối phận lại là thúc thúc của ta. Hạ Thiên trên cơ bản đã có thể nhận định Thẩm Bảo Bảo chính là Bé Ngoan. Về phần là Bé Ngoan tiến vào tàn cảnh u minh với hắn, hay là những bé ngoan khác chưa bao giờ lộ diện, vậy thì còn cần hắn đi xác nhận. Thượng quan gia ở hướng nào? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Thượng quan Kim Hoàn tiện tay chỉ về một hướng, ở đằng kia, đến đó đại khái cần khoảng 3 tiếng, hả? Lời còn chưa nói hết, hắn ta phát hiện cơ thể mình đột nhiên đằng không bay lên, biến thành một cầu vồng nhanh chóng lướt về phía thượng quan gia. Bí cảnh thiên cung, thượng quan gia. Lúc này, trong ngoài đều răng đèn kết hoa, không khí vô cùng vui vẻ. Hôm nay là ngày con trai út thượng quan gia thành hôn, mặc dù tân khách lui đến không bằng Long gia nhưng cũng được xem là khách quý chật nhà. Bên trong phòng khách hậu viện, thượng quan gia chủ đang trò chuyện thân mật với người khác, trong đó có người cũng tính là gương mặt quen. Chính là thiếu phụ mặc váy trắng đã từng lộ mặt ở Long gia, thượng quan Tiểu Tư. Long Ứng Hoàng chết thật rồi sao? Thượng quan gia chủ là một nam nhân trung niên râu quai nón rậm, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu phụ váy trắng và Thẩm Hồng Phi, Tiểu Tư, người tận mắt nhìn thấy sao? Đương nhiên, thiếu phụ váy trắng gật đầu cười, gân rồng cũng bị Hạ Thiên rút, ông ta chết chắc rồi. Thượng quan gia chủ lại hỏi, thế Âm Thế Cực cũng chết luôn sao? Chết rồi. Thiếu phụ váy trắng một lần nữa gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý, cha, ba khôi trong giới đã chết mất hai, đây chính là thời cơ tuyệt hảo ông trời ban cho thượng quan gia chúng ta trọng trấn huy hoàng. Không sai. Gương mặt thượng quan gia chủ nở nụ cười hài lòng, nhưng rất nhanh thu liễm lại, Hạ Thiên lợi hại như vậy, chúng ta có cần tranh thủ hắn hay không? Thiếu phụ váy trắng lắc đầu, biểu hiện ngưng trọng, Hạ Thiên quá cường thế, hỉ nộ vô thường. Hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Tuy nhiên, tinh lực của hắn không nằm ở giới trong. Chỉ cần không có ý kiến chuyện của hắn, hắn cũng không quan tâm chúng ta làm gì. Thượng quan gia chủ vẫn do dự, chiến lực như vậy, nếu không thể dùng cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trở ngại của chúng ta. Cũng đúng. Thiếu phụ váy trắng cau mày. Thượng quan gia chủ nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tư, ngươi đã từng tiếp xúc với hắn, ngươi cảm thấy hắn là hạng người gì? Cũng không tính là tiếp xúc, chỉ là quan sát khoảng cách gần. Thiếu phụ váy trắng nhớ lại tình huống đã gặp Hạ Thiên ở Long Gia, sau đó cẩn thận tìm từ, miêu tả ấn tượng đối với Hạ Thiên, người này bình thường không có gì lạ, nhưng tính cách lại khá cuồng vọng, không biết đưa đẩy, cũng không hề có ý thỏa hiệp. Nếu làm bạn, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là người như hắn không nguyện cho chúng ta sử dụng. Nói xong, nàng ta bồi thêm một câu, hơn nữa. Nữ nhân của hắn cũng là lực lượng không thể coi thường. Tô cung chủ không có khả năng cho chúng ta tiếp xúc Hạ Thiên. Thượng quan gia chủ không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thượng quan gia chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ra khỏi bí cảnh, nhất thống chư quốc bên ngoài. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tạo ra một quốc gia tu tiên vô thượng, liên lạc với liên minh tu tiên, bỏ đi cái tiếng tiên khí chi địa. Nếu người như Hạ Thiên không thể trợ lực, nhất định sẽ là họa lớn trong lòng. Cha nói việc này vẫn còn quá sớm. Thiếu phụ váy trắng không nhịn được liền nhắc nhở, chúng ta nên làm tốt chuyện trước mắt, từng bước một đi tới. Thượng quan gia chủ gật đầu, đúng, việc cấp bách bây giờ là tiệc cưới của Tiểu Phi. Nghĩ đến đây, ông ta quay sang hỏi, huynh muội Thẩm gia có dị động gì không? Thẩm Hồng Phi thì không sao. Thiếu phụ váy trắng hồi đáp, nhưng cảm xúc chống cự của Thẩm Manh vẫn khá mãnh liệt. Sau khi bị bắt thì không hề phối hợp. Đúng là một tiện nhân. Sắc mặt thượng quan gia chủ trầm xuống,
quát lạnh, có thể gả cho con trai của ta đã là vinh hạnh của cả nhà nàng ta. Nếu không phải nàng ta là thiên sát chi thể, vừa lúc có thể trung hòa chứng trước dương trên người tiểu phi, ta làm sao có thể để nàng ta trở thành con dâu của thượng quan gia ta chứ? Thiếu phụ váy trắng lạnh nhạt nói, cha, cha cũng không thể nói như vậy. Thẩm Manh cố nhiên không xứng với em trai, nhưng Thẩm Hồng Phi là bạn tốt nhiều năm của con. Con nghe Thẩm Hồng Phi nói, Thẩm Manh đã có người trong lòng ở bên ngoài, cho nên nàng ấy mới kháng cự như vậy. Không phải nàng ta không thể dính ánh nắng, cả ngày phải ở trong phòng sao? Thượng quan gia chủ có chút hoang mang hỏi. Trên mạng, thiếu phụ váy trắng cười khẽ, đây là chuyện của bên ngoài, cha không hiểu cũng là chuyện bình thường. Hừ, thiện nhân không tuân thủ phụ đạo. Thượng quan gia chủ trực tiếp hạ lệnh, bảo Thẩm gia mau chóng tìm ra nam nhân trên mạng kia. Ta muốn đích thân làm thịt tiểu tử đó trước mặt nàng ta, để nàng ta dẹp đi ý niệm này. Thiếu phụ váy trắng cười khẽ, con đã sớm phái người đi điều tra, có lẽ hôm nay sẽ có tin tức. Vậy thì tốt rồi. Khi thượng quan gia chủ còn đang định nói tiếp cái gì đó, quản gia bỗng nhiên chậm rãi bước đến, không khỏi lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Hồi gia chủ, có người đánh vào rồi. Quản gia có chút cuống quýt. Thượng quan gia chủ mắng to, Ma Khôi, Long Tổ đều đã chết. Trong giới này còn có người dám trêu chọc thượng quan gia chúng ta, đúng là muốn chết. Ông ta hất tay áo lên, nổi giận đùng đùng bước đến tiền viện. Vừa đến cổng tiền viện, quả nhiên có hai người xông đến. Ông ta giận tím mặt, quát lớn, hai người các ngươi là ai, lại dám đến làm loạn thượng quan gia chúng ta. À, cháu trai thượng quan Kim Hoàn xin chào gia chủ đại nhân. Một nam nhân mặc áo trắng vô cùng khách sáo, hành lễ, ta đại diện cho thượng quan gia bên ngoài cố ý đến tham gia tiệc cưới của cửu thúc. Vẻ giận dữ trên mặt thượng quan gia chủ giảm đi mấy phần, ngươi là con trai của thượng quan Trường Hồng à. Thiệp mời hẳn các ngươi đã nhận được từ sớm, tại sao hôm nay ngươi mới đến? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ngại quá, trên đường xảy ra một số việc làm trễ nải. Thượng quan Kim Hoàn ngại ngùng nói. Được rồi, mạch bên ngoài của các ngươi cũng chỉ thêm vào cho có, đến hay không cũng không quan trọng. Thượng quan gia chủ nói thẳng, vẻ khinh bỉ không hề che giấu. Người thanh niên lười biếng bên cạnh có vẻ không được kiên nhẫn, ta không rảnh nghe các ngươi nói nhảm. Nói thẳng đi, bé ngoan ở đâu rồi? Làm càn. Thượng quan gia chủ thấy thái độ của đối phương như vậy, không khỏi nổi giận, chỉ vào đối phương mà mắng, ngươi là ai mà cũng dám nói chuyện với lão phu như vậy. Thiếu phụ váy trắng đuổi theo ra, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở cha, hắn chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Thượng quan gia chủ kinh ngạc nhìn người thanh niên lười nhác trước mặt, ngươi chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên không rảnh lãng phí thời gian với ông ta, liền hỏi lại lần nữa, đừng nói nhảm nữa, bé ngoan ở đâu? Thượng quan gia chủ mờ mịt hỏi lại, bé ngoan nào? Hạ huynh nói chính là Thẩm Manh, nhũ danh trước kia của nàng là Bảo Bảo. Thượng quan Kim Hoàn vội vàng giải thích thay cho Hạ Thiên. Thẩm Manh, sắc mặt thượng quan gia chủ thay đổi, nàng ta là vợ sắp cưới của con trai út ta. Hôm nay là hôn lễ của tụi nó, bây giờ đang chuẩn bị ở hậu viện. Bất cứ người ngoài nào cũng đều không được, a. Ông ta còn chưa nói hết câu. Hạ Thiên đã trực tiếp đẩy ông ta ra, đi thẳng về phía sau viện. Dừng lại. Thượng quan gia chủ đưa tay muốn bắt lấy Hạ Thiên, kết quả lại bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Thượng quan gia chủ lộn một vòng giữa không trung, thân hình ổn định rơi xuống đất, lập tức hô lớn với thủ vệ, mau ngăn hắn lại cho ta. Tuy nhiên, tất cả đều vô dụng. Những người này hoàn toàn không phải đối thủ của Hạ Thiên, rất nhanh tất cả đều nện hết vào người thượng quan gia chủ. Hậu viện, trong một gian phòng trang trí tinh mỹ. Tiểu công tử thượng quan gia đang chất phất một nữ nhân vết thương chằng chịt. Thẩm Manh tiện nhân ngươi còn muốn đảo hôn. Thượng quan tiểu phi lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, ai cho ngươi lá gan đó? Chẳng lẽ thượng quan tiểu phi ta không xứng với ngươi sao? Thẩm Manh im lặng, sau đó nói, giết ta đi. Ngươi muốn chết, ta lại càng không cho ngươi chết. Thượng quan tiểu phi mắng một câu. Lửa giận trong mắt không giảm, ngược lại còn tăng lên, nghiến răng nói, rốt cuộc ngươi tiện bao nhiêu. Làm phu nhân của thượng quan phi ta không làm, lại chạy đến Long gia.
chẳng lẽ ngươi muốn làm đồ chơi cho lão già Long ra sao? Ta chỉ đi điều tra một số chuyện mà thôi. Biểu hiện của Thẩm Manh vẫn không thay đổi, giọng điệu lại càng bình tĩnh lạ thường, tuy nhiên, có người cố ý tiết lộ hành tung của ta, cho nên ta mới bị Long ra bắt. Đánh giám. Thượng quan Tiểu Phi nhìn biểu hiện của Thẩm Manh, lại càng thêm tức giận, ngươi bớt giả ngu với ta ở đây đi. Ta biết trong lòng ngươi sớm có người, lão tử không thèm để ý, nhưng người của ngươi nhất định phải là ta. Bây giờ, ngươi mặc hỷ phục vào, lát nữa ngoan ngoãn bái thiên địa với ta, ta có thể không truy cứu chuyện trước đây. Thẩm Manh mặt không thay đổi, xin lỗi, ta sẽ không gả cho ngươi đâu. Cái này không phải do ngươi quyết định. Thượng quan Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cảnh cáo thiên sát chi thể của ngươi có thể giải quyết chứng trước dương của ta, là Thẩm gia các ngươi bán ngươi cho ta. Nếu ngươi tìm chết, Thẩm gia các ngươi sẽ bị diệt cả nhà. Thẩm Manh im lặng. Ta sẽ không ngại nói cho ngươi biết một việc. Thượng quan Tiểu Phi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói, ta biết người của ngươi chính là ở trên mạng. Mặc dù ngươi đã xóa hết lịch sử trò chuyện, nhưng ta đã nhờ cha ta phái người ra ngoài điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Ánh mắt Thẩm Manh rốt cuộc cũng thay đổi, chấn kinh hỏi, ngươi nói cái gì? Thế nào, bây giờ mới biết sợ sao? Thượng quan Tiểu Phi thấy đối phương đã có biểu hiện, không khỏi đắc ý, ngươi cho rằng ngươi giấu đủ sâu, nhưng muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Thẩm Manh nghe xong, đột nhiên mỉm cười, ngươi cho rằng ta xóa ghi chép là vì bảo vệ hắn không bị các ngươi quấy rối sao? Chẳng lẽ không đúng? Thượng quan Tiểu Phi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi gạt được ta sao? Ta biết ngươi là hacker nổi tiếng thế giới bên ngoài, nhưng ngươi không phải tiểu yêu tinh trong truyền thuyết. Người giỏi hơn ngươi không phải ít, cho nên, cái tên mà ngươi muốn bảo vệ kia đã không chỗ che thân. Thẩm Manh lắc đầu, thở dài nói, thật ra ta đang bảo vệ các ngươi đấy. Hắn không phải là người các ngươi có thể trêu chọc, bây giờ các ngươi ngừng điều tra có lẽ còn kịp, bằng không, thượng quan gia các ngươi sẽ có tai họa ngập đầu. Ha ha, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Thượng quan Tiểu Phi càng thêm cười lạnh không thôi. Khoanh tay nói với Thẩm Manh, nhân tình của ngươi có mạnh như vậy không? Nếu hắn mạnh, vì sao không cưới ngươi? Có phải ngươi tự ti, không dám nói cho hắn biết ngươi đang bị bệnh nặng? Chú ý lời nói của ngươi đấy. Thẩm Manh cau mày, bất mãn nói, ta và hắn cũng không phải tư tình nhi nữ, cũng không có suy nghĩ xấu xa như ngươi. Mẹ nó! Thượng quan Tiểu Phi nhấc chân đạp lăn Thẩm Manh ngã lăn xuống đất, ngươi làm ra chuyện này thì không bẩn thỉu. Ta nói một câu ngược lại bẩn thỉu. Tiện nhân ngươi, đi chết cho ta đi. Hắn ta thấy Thẩm Manh im lặng không nói, khí nộ đan sen, trong nháy mắt mất đi lý trí, nhấc trưởng chụp về phía đầu Thẩm Manh. Bành! Một tiếng vang rền, chỉ thấy Thượng quan Tiểu Phi cả người đằng không bay lên, đánh vỡ một mặt tường, ngã vào trong hậu viện. Tiếp theo, một âm thanh lười biếng vang lên, người nên đi chết là tên ngốc ngươi đấy. Ngươi là ai? Thượng quan Tiểu Phi cũng không bị thương quá nặng, chỉ là cảm thấy nhục nhã, lập tức đứng lên, quát hỏi người đến, nơi này là hậu viện thượng quan gia, cấm người ngoài đi vào. Hạ Thiên. Thẩm Manh nhìn thấy mặt người đến, ánh mắt ngưng lại, lộ ra biểu hiện kinh ngạc, tại sao ngươi, đến đây? Hạ Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Manh mấy giây, cười hì hì hỏi, ngươi là bé ngoan số 1 hay là bé ngoan số 2? Cái gì? Đầu tiên, Thẩm Manh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu được Hạ Thiên có ý gì. Bởi vì Hạ Thiên đã gặp một bé ngoan khác, không khỏi cười khổ, vậy ngươi gọi ta số 2 đi. Tính cách của ngươi rất trầm ổn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lẩm bẩm, bé ngoan thường xuyên tranh cãi với ta là bé ngoan số 1, mà người hay cung cấp tin tức cho ta mới là ngươi. Thẩm Manh gật đầu, nhưng lại giải thích, bé ngoan số 1 chỉ là tính tình ngay thẳng, cũng không có ác ý. Cái này ta biết. Hạ Thiên khinh thường nói, nếu nàng ấy cố ý, lần trước ta đã đánh nàng ấy rồi. Thượng quan Tiểu Phi thấy hai người Hạ Thiên nói chuyện thân mật, trong lòng nảy sinh đố kỵ, tiểu tử, người có biết mình đang ở đâu không? Có biết ta là ai không? Hạ Thiên nhếch miệng. Ta không hứng thú tìm hiểu thằng ngu ngươi là ai. Ngươi còn chút thời gian, có thể nghĩ một kiểu chết khá thoải mái cho mình đi. Thẩm Manh nhịn không được mở miệng khuyên. Thượng quan Phi, bây giờ ngươi rời đi còn kịp, tuyệt đối không nên chọc giận hắn, đối với ngươi không có chỗ tốt đâu.
ta biết hắn là ai rồi. Thượng quan Tiểu Phi nghe Thẩm Manh nói, bỗng nhiên hiểu ra, lạnh lùng nói, hắn chính là nhân tình của ngươi, đúng không? Im ngay. Thẩm Manh quát lớn, đừng bất kính với Hạ Thiên. Ha ha, quả nhiên là vậy. Thượng quan Tiểu Phi quay sang nhìn Hạ Thiên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và oán độc, tốt, thật sự rất tốt, lại còn dám tìm đến cửa, quả nhiên là tình trạng ý thiếp. Con mẹ nó, ta thật sự cảm động. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Thẩm Manh, đừng để ý cái tên ngớ ngẩn đó, ta đến cứu ngươi, đi theo ta. Cái này, Thẩm Manh không khỏi có chút do dự. Bé ngoan, ngươi nên hiểu rõ ta mới đúng chứ. Hạ Thiên nhìn Thẩm Manh, có chút không hiểu, trên thế giới này không có chuyện gì là không giải quyết được. Thiên sát chi thể của ngươi, ta có thể trị. Thượng quan Tiểu Phi nghe xong, liền cười ha hả, tiểu tử, ngươi đúng là cuồng không biên giới. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thần tiên sao, còn muốn trị thiên sát chi thể. Ngay cả sẹo âm sát trên người nàng ta, đoán chừng ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thần tiên sao? Lại còn muốn trị thiên sát chi thể? Ta nghĩ ngay cả thẹo âm sát trên người nàng ta, ngươi cũng không giải quyết được. Mấy thứ đó, ta tùy tiện cũng có thể giải quyết. Hạ Thiên nhìn những vết sẹo màu đen trên người Thẩm Manh, tùy ý nói. Thẩm Manh biết y thuật Hạ Thiên cực cao, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không phải bị bệnh mà là thể chất tiên thiên xảy ra vấn đề. Thậm chí nói theo một cách khác cũng không tính là vấn đề, mà là một loại thiên phú. Nhưng loại thiên phú này cũng không thích hợp với nàng. Cho nên, ngay từ nhỏ nàng đã xuất hiện phản ứng bài xích, trên người không ngừng mọc ra những đốm đen. Chỉ cần mặt trời chiếu chúng, nàng sẽ đau đến không muốn sống. Khi nàng tiến vào bí cảnh thiên cung, ngược lại tốt hơn rất nhiều, bởi vì nơi này không có mặt trời chiếu thẳng xuống, sát khí bên trong cơ thể cũng không phát tác nữa. Hay là thôi đi. Thẩm Manh không muốn Hạ Thiên vì nàng mà hao tâm tổn trí, lắc đầu nói, có lẽ ta nên ở đây suốt đời, vô dục vô cầu cũng tốt. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không tin y thuật của ta. Dĩ nhiên không phải rồi. Thẩm Manh không khỏi cười khổ, Hạ Thiên, ta biết y thuật của ngươi cử thế vô song, nhưng ngươi muốn trị được vấn đề của ta cũng không phải chuyện đơn giản. Nhất là bây giờ, tinh lực của ngươi nên dùng cho việc quan trọng hơn. Đừng uổng phí tinh lực vào chuyện của ta. Hạ Thiên nóng máu, ngươi nói như vậy, ta lại càng muốn trị. Được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi trị như thế nào. Thượng quan Tiểu Phi ở bên cạnh khoanh tay, cười lạnh, thiên sát chi thể cũng không phải chứng bệnh đơn giản. Cho dù ngươi là hoa đà tái thế cũng không biết bắt đầu từ đâu, chứ đừng nói là trị, a. Nói nhảm nhiều quá, cút sang một bên. Hạ Thiên cảm thấy tên ngốc này ồn quá. Liền nhấc chân tùy ý đạp tới. Cả người Thượng quan Tiểu Phi bay lên, ngay cả một số người đối diện hắn ta cũng bị đụng ngã. Tiểu Phi, trong đó có Thượng quan gia chủ, nhìn thấy con trai mình bất tỉnh, ông ta lập tức la hoảng lên, con sao rồi? Con mau tỉnh lại đi. Thiếu phụ váy trắng thấy em trai của mình không rõ sống chết, cơn giận xông thẳng lên đầu, vọt đến trước mặt Hạ Thiên, Hạ Thiên, người đây là có ý gì? Ngươi là ai? Hạ Thiên hoàn toàn không có ấn tượng đối với nữ nhân kia. Ta là Thượng quan Tiểu Tư, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau ở Long Gia. Thiếu phụ váy trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tức giận nói, ta vẫn rất kính trọng ngươi, cũng giúp ngươi nói chuyện ở Long Gia. Thậm chí ta còn khuyên cha ta tìm ngươi hợp tác, nhưng ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại đến quấy rối tiệc cưới của em trai ta? Bây giờ còn đánh nó thành như vậy? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, ta đánh hắn là bởi vì hắn ta đáng đánh. Nếu ngươi không phục, ta không ngại đánh luôn cả ngươi. Ngươi, thiếu phụ váy trắng nghẹn họng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thượng quan gia chúng ta không cừu không oán với ngươi, có phải ngươi nghe người nào kiếm chuyện, cho nên mới sinh ra hiểu lầm? Chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả. Hạ Thiên nhếch miệng. Chỉ vào Thẩm Manh mà nói, nàng ấy là nữ nhân của ta. Em trai ngươi có ý đồ với nàng ấy, chính là đang tìm cái chết. Lúc này, thiếu phụ váy trắng ngẩn cả người, chỉ Thẩm Manh, nàng là nữ nhân của ngươi. Đương nhiên, Hạ Thiên dứt khoát gật đầu. Thẩm Manh muốn giải thích hai câu, nhưng nhớ đến tính cách của Hạ Thiên, nàng lại nuốt những lời muốn nói vào bụng. Lúc này,
cho dù giải thích quan hệ giữa nàng với Hạ Thiên không phải quan hệ đó, đoán chừng cũng không có ai tin. Nhưng chúng ta đã điều tra qua, nàng ta và ngươi chẳng có liên quan gì cả. Thiếu phụ váy trắng thật sự có chút khó mà tiếp nhận, nàng ta vẫn luôn ở San Francisco, chưa từng rời khỏi cửa, làm sao quen biết ngươi được. Hạ Thiên nhếch miệng, ta cần giải thích chuyện này với ngươi sao? Không, không cần. Thiếu phụ váy trắng lập tức tỉnh táo lại, vô thức cảm nhận được hình như thượng quan gia đã tiến vào mưu kế của người khác, tuy nhiên, chúng ta xác thực không biết quan hệ giữa ngươi và nàng ta. Ta hoài nghi có người đang tính kế ngươi, tính toán thượng quan gia chúng ta, để chúng ta phát sinh xung đột, còn người đó thì ngồi không ngư ông thủ lợi. Ta chẳng hứng thú đi truy cứu âm mưu hay bẫy gì cả. Hạ Thiên không nhịn được, liền nói, bây giờ tâm trạng của ta rất khó chịu. Cho nên tên ngốc kia nhất định phải chết. Thiếu phụ váy trắng trầm xuống, cố nén phẫn nộ, tiếp tục khuyên nhủ, Hạ Thiên, đây rõ ràng có người đang chia rẽ quan hệ giữa chúng ta, người tuyệt đối đừng bị mắc lừa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là đến Cực Tiên Mộ. Nếu làm trễ nãi thời cơ, chẳng phải để ma tộc đứng giữa đắc lợi sao, đối với tất cả mọi người cũng không có chỗ tốt. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên lười nghe tiếp, hờ hững nói, tên ngốc kia nhất định phải chết. Tiểu Phi, con sao rồi? Con tỉnh dậy đi. Bên kia, thượng quan gia chủ bỗng nhiên rú thảm, ôm thượng quan Tiểu Phi khóc ồ lên, con không thể chết. Trong lòng thiếu phụ váy trắng đánh bộp một cái, cảm thấy không ổn. Quả nhiên, thượng quan gia chủ khóc một hồi, hận ý trong lòng tăng lên, trong nháy mắt đã đánh mất lý trí, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, hôm nay, ngươi nhất định phải đền mạng cho con trai của ta, ai cũng không cứu được ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, còn phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không. Khoan đã, Hạ đại ca, ngươi đừng ra tay. Thẩm Hồng Phi bỗng nhiên xuất hiện, ngăn giữa thượng quan gia chủ và Hạ Thiên, có chuyện gì thì từ từ nói, trong đó tất có hiểu lầm, chúng ta không thể trúng kế kẻ gian được. Hạ Thiên khó chịu nói, đừng gọi ta là đại ca, ta cũng không phải đại ca ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không xứng làm anh của bé ngoan. Cho dù ngươi không nhận ta, ta cũng nhất định tôn ngươi làm đại ca. Thẩm Hồng Phi vọt thẳng đến trước mặt Hạ Thiên, quỳ xuống, thật ra chuyện này là do ta sai. Ta không biết đối tượng của em gái ta trên mạng là Hạ đại ca ngươi. Ta chỉ muốn trị bệnh cho em gái của ta, thuận tiện tìm chỗ dựa cho Thẩm gia mà thôi. Hạ Thiên móc móc lỗ tai, sai chính là sai, lý do thì có ngàn ngàn vạn vạn cái, nhưng một cái ta cũng không muốn nghe. Vậy ta sẽ lấy cái chết để tả tội. Thẩm Hồng Phi khẩn cầu Hạ Thiên, xin ngươi buông tha cho những người của Thẩm gia, cũng đừng liên lụy thượng quan gia, được không? Thẩm Manh ở một bên thở dài, nàng cũng không nghĩ đến cục diện sẽ là như vậy, cho nên nàng luôn phòng ngừa phát sinh quan hệ với Hạ Thiên, nghĩ không ra kết cục vẫn là như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ đến việc gả cho bất kỳ ai ngoài Hạ Thiên. Sở dĩ nàng đến bí cảnh Thiên Cung cũng là vì anh trai của nàng Thẩm Hồng Phi lừa đến mà thôi. Sau khi biết anh trai lừa nàng đến đây để kết hôn với Thượng quan Tiểu Phi, nàng lập tức bỏ chạy. Nghĩ đến mấy khi được đến bí cảnh, nàng muốn vẽ lại bản đồ ở đây, kết quả gặp phải người của Long Gia, bị bắt lại. Ban đầu, nàng định tự sát, phòng ngừa chịu tội. Kết quả nhờ cơ duyên xảo hợp, nàng được Hạ Thiên cứu. Nàng không muốn gặp Hạ Thiên, vì thế nàng liền tránh mặt, kết quả lại bị Thượng quan Tiểu Phi bắt về Thượng quan Gia. Có lẽ là do mệnh chung chú định, nàng phải có ràng buộc với Hạ Thiên. Quanh đi quẩn lại. Nàng vẫn gặp lại hắn, cục diện phát triển đến trình độ nàng không muốn nhất. Thẩm Hồng Phi, ngươi đừng bày đặt làm người tốt ở đây. Thượng quan gia chủ nghe Thẩm Hồng Phi nói, lập tức nổi giận quát to, hắn giết con trai của ta, hắn nhất định phải đền mạng. Ngươi cút ngay cho ta. Cha, cha đừng xúc động. Thiếu phụ váy trắng vội vàng kéo thượng quan gia chủ lại, trong này nhất định có gian kế của ma tộc. Bọn họ muốn chế tạo xung đột. Để thượng quan gia chúng ta và Hạ Thiên sống mái với nhau, sau đó. Biến đi. Thượng quan gia chủ không quan tâm gạt con gái của mình ra, ánh mắt tràn ngập lửa giận, không nghe lọt lỗ tai một lời thuyết phục nào, Hạ Thiên, mau đi chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, cả người ông ta bỗng nhiên lóe lên một sức mạnh khó diễn tả bằng lời. Một luồng khí tức nóng rực tràn ra. Chân khí trước dương, thiêu tấn vạn không. Từ đằng xa.
tại một ngọn núi nào đó bên ngoài kết giới thượng quan gia. Cầu tiên sinh mỉm cười, tử đấu với thượng quan gia tộc, người còn có thời gian để chạy đến cực tiên mộ hay không? Thần vương tu tiên liên minh vừa đến, ngươi và nữ nhân của ngươi, tất cả đều phải chết. Cho dù ngươi không dây dưa với thượng quan gia, mang theo nữ nhân kia đến trước cực tiên mộ, mở ra cánh cửa, ngươi cũng khó mà có đường sống. Huống chi, ta còn mấy thủ đoạn ma chủng còn chưa dùng đến. Hạ Thiên, ngươi sắp bị ta giết chết rồi. Ngươi không còn đường trốn nữa đâu, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ngươi không được ra tay. Trong lúc thượng quan gia chủ vận chân khí cước dương đánh thật mạnh vào người Hạ Thiên, bỗng một bóng người như thiểm điện lướt tới, mở miệng quát ngưng. Đã quá muộn rồi. Thượng quan gia chủ nghe được giọng nói này nhưng cũng không nương tay, ngược lại còn tăng thêm mấy phần linh lực đánh trúng ngực Hạ Thiên. Một trường thượng quan gia chủ đánh trúng, sát khí chợt giảm, cũng không tiếp tục đánh ra sát chiêu. Không phải ta bảo ngươi không được ra tay sao? Người đột nhiên xuất hiện có chút tức giận nói. Cơn giận còn sót lại của thượng quan gia chủ khó bình, tức giận nói, Tô Cung Chủ, hắn giết con trai của ta, còn làm nhục thượng quan gia ta, câm miệng, ta không hỏi ngươi. Người đến chính là Tô Mộng Lệ, nàng liếc mắt nhìn thượng quan gia chủ, thuận miệng quát một câu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đã trúng một trưởng của ta, nhất định sẽ phải chết. Sắc mặt thượng quan gia chủ có chút không vui. Ngươi không cần vì hắn mà gây sự, sao? Nhanh như vậy đã tách ra rồi sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhìn Tô Mộng Lệ thật sâu, quả nhiên đã tách ra, tương đối thuận mắt một chút. Tiếp theo, hắn tùy ý phủi phủi ngực, sau đó nói với thượng quan gia chủ, chân khí này của ngươi quá bình thường, so với thần diễm cá trạch, còn có tam phân kiếp ý của âm thập yêu gì đó còn thấp hơn một chút. Ngươi không có việc gì. Gương mặt thượng quan gia chủ hiện lên sự khó tin, lão phu rõ ràng đã dùng 7-8 phần công lực, cho dù không giết chết ngươi, ít nhất cũng có thể khiến ngươi trọng thương mới đúng. Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa. Tô Mộng Lệ khó chịu nói, không muốn chết thì cút sang một bên. Tô Mộng Lệ, ngươi thân là cung chủ thiên cung, vì sao lại thiên vị một người ngoài như vậy? Thượng quan gia chủ tức giận không thôi, gầm rú lên với Tô Mộng Lệ. Biến ra ngoài. Tô Mộng Lệ không nói hai lời, trong nháy mắt cướp đến trước mặt thượng quan gia chủ, một chưởng đánh bay ông ta ra ngoài. Tô Cung Chủ, ngươi, thiếu phụ váy trắng sửng sốt một chút, há miệng muốn nói cái gì đó, kết quả chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Tô Mộng Lệ, đành phải nuốt trở vào. Cung Chủ tự nhiên, thượng quan gia chúng ta sẽ không nhúng tay vào, xin tha cho cha ta một mạng. Hạ Thiên hờ hững nói, các ngươi nghĩ tốt quá sớm rồi, ta còn chưa hả giận nữa mà. Gương mặt thiếu phụ váy trắng hơi tức giận, nói với Hạ Thiên, người giết em trai ta, bây giờ cha ta cũng bị trọng thương, chẳng lẽ còn chưa đủ hả giận sao? Có thể hả giận hay không, không phải ngươi tính mà là ta tính. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó quay sang nói với Thẩm Manh, bé ngoan số 2, người muốn xử trí bọn họ như thế nào? Giết sạch bọn họ được chứ? Thẩm Manh không khỏi cười khổ, chậm rãi nói, người tự quyết định đi. Vậy cũng được. Hạ Thiên nhếch miệng, giết sạch. Tô Mộng Lệ mỉm cười nói với Hạ Thiên, khi nào sát tính của ngươi lại lớn như vậy chứ? Không cần thiết. Ngươi đang cầu tình cho bọn họ. Hạ Thiên có chút mất hứng. Cầu tình chỗ nào chứ? Tô Mộng Lệ lắc đầu nói, ta đến truyền tin cho ngươi. Những nữ nhân của ngươi hình như đã hỏi được tin tức mấu chốt từ miệng ma tộc, nhất định phải nhờ ta truyền cho ngươi. Vị kia không thể thoát thân. Thành ra đã trực tiếp phái phân thân ta đến. Ngươi vẫn muốn cầu tình thay cho bọn họ. Hạ Thiên biết Tô Mộng Lệ có ý cầu tình thay cho những người đó, không khỏi khẽ hừ một tiếng, không sao, trước nói là tin tức gì đi. Tô Mộng Lệ mỉm cười, quay sang nói với thiếu phụ váy trắng, các ngươi còn chưa cút. Đa tạ cung chủ, đa tạ Hạ Tiên sinh. Thiếu phụ váy trắng cắn môi một cái, để người đỡ cha nàng dậy, còn có thi thể em trai của nàng. Chậm rãi rời đi. Tô Mộng Lệ nhìn Thẩm Manh một chút, sau đó mỉm cười nói với Hạ Thiên, khẩu vị của ngươi càng lúc càng nặng. Người như nàng ta cũng có thể lọt vào mắt của ngươi, vì sao trước kia ngươi lại từ chối ta chứ? Nàng ấy không giống ngươi. Hạ Thiên cũng lười giải thích, mau nói là tin tức gì đi. Thẩm Manh thản nhiên nói với Tô Mộng Lệ,
ta và Hạ Thiên không phải loại quan hệ đó, ngươi không cần hiểu lầm. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Tô Mộng Lệ liếc mắt, có chút không cam lòng nói, chỉ là ta thật sự không hiểu, Hạ Thiên ngươi đã không thích ta, tại sao ngươi lại bảo vị kia tách ta ra? Hạ Thiên mỉm cười nói, bởi vì dáng dấp của cung chủ rất xinh đẹp, ngươi đã kéo nhan sắc của nàng ấy xuống, cho nên tách ra sẽ tốt hơn. Hai, ngươi đúng là thẳng nam. Tô Mộng Lệ hiển nhiên không thích đáp án này, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong, ngươi đứng gần ta một chút. Chẳng may tin tức nói ra bị những người khác nghe được thì sao? Hạ Thiên nhất thời im lặng, ngươi cảm thấy có ta ở đây, ai có thể nghe lén? Cũng đúng. Tô Mộng Lệ đổi tư thế khác, bàn tay đặt lên vai Hạ Thiên, ma tộc phái người đến hai bí cảnh truy sát nữ nhân của ngươi nhưng đã bị phản sát. Bọn họ đã từ miệng ma tộc hỏi được một tin tức mấu chốt. Hạ Thiên ngáp một cái, nói đi. Tô Mộng Lệ chậm rãi nói, ma tộc muốn lợi dụng cơ hội mở ra cực tiên mộ lần này mà giết ngươi. Chỉ cái này. Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng. Đương nhiên không đơn giản như vậy rồi. Tô Mộng Lệ mỉm cười lắc đầu, sau đó nói tiếp cụ thể chuyện gì xảy ra, ngay cả đám sát thủ ma tộc cũng không biết. Chỉ biết là bọn họ đã động tay động chân ở cánh cửa cực tiên mộ. Chỉ cần ngươi mở cánh cửa đó, nhất định sẽ bộc phát sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nghe nói là một loại năng lượng có thể đánh nổ toàn bộ thiên cung. Thế không phải bọn họ cũng sẽ chết luôn sao? Thẩm Manh có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Tô Mộng Lệ không thích Thẩm Manh cho lắm, giọng nói có chút tức giận, bọn họ đặt ra cạm bẫy, nhất định cũng đã sớm làm xong biện pháp ứng đối. Ngươi nói chuyện này với Hạ Thiên là muốn biểu đạt chuyện gì? Thẩm Manh ngược lại cũng không tức giận, chỉ là có chút không hiểu. Đương nhiên là trì hoãn rồi. Tô Mộng Lệ cũng không phản ứng Thẩm Manh, chỉ nhìn Hạ Thiên, ban đầu, thời gian tốt nhất để mở bí cảnh thiên cung còn những 2 tháng. Bởi vì ma tộc đã răng bẫy, chỉ bằng trì hoãn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Hạ Thiên nói, bọn họ thiết lập cạm bẫy là chuyện của bọn họ. Ta mở cánh cửa kia là chuyện của ta. Ngươi có ngốc hay không? Tô Mộng Lệ bó tay, biết rõ người khác cài bẫy, còn ngốc nghếch dẫm vào. Hạ Thiên không hề lo lắng, mặc kệ bọn họ thiết lập cạm bẫy gì, tất cả đều không có tác dụng với ta. Tô Mộng Lệ cười nói, đây chính là ý kiến của cung chủ, còn có Dạ Ngọc Mị, ngươi không nghe theo sao? Nếu đã đến, vậy thì làm thôi. Hạ Thiên khinh thường nói. Không nhất thiết phải vì một đám ngu ngốc mà trì hoãn. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, ta nhiều lời cũng vô ích. Tô Mộng Lệ biết tính tình của Hạ Thiên như thế nào, tất nhiên cũng không tiếp tục khuyên bảo. Nàng cáo từ, để ta đi truyền đạt chỉ thị của ngươi, hẹn gặp lại. Hạ Thiên cũng chẳng phản ứng gì. Tô Mộng Lệ có chút bất mãn, này, dù sao cũng đã một khoảng thời gian không gặp, ngươi không giữ lại ta sao? Cũng không lâu mà. Hạ Thiên khoát tay nói, thế ngươi có đi hay không? Không sợ ta ở lại cản trở ngươi tán gái à? Tô Mộng Lệ hơi ganh tị nói. Hạ Thiên cười hắc hắc, ngươi cảm thấy ta quan tâm sao? Ngươi đúng là vô tình vô nghĩa, ta đi. Tô Mộng Lệ trừng mắt Hạ Thiên, sau đó rời đi. Một lát sau, Thẩm Manh phát hiện Hạ Thiên không nói gì, liền hỏi, Hạ Thiên, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Đương nhiên là trị bệnh cho ngươi rồi. Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, nghiêm túc nói. Bây giờ, Thẩm Manh có chút ngoài ý muốn, ngay tại đây. Hạ Thiên gật đầu, chứ không phải à. Lúc này, giọng nói của Tô Mộng Lệ lạ vang lên, này, Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Nơi này là bí cảnh thiên cung, không nói ma tộc khắp nơi, chỉ riêng thượng quan gia thôi cũng đã mang hận ý với ngươi rồi. Ngươi thi châm ở đây, không sợ bị ám toán sao? Không ai có thể ám toán được ta. Hạ Thiên khinh thường nói. Tô Mộng Lệ lại xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, tận tình thuyết phục, cho dù ám toán không được ngươi, ngươi ở đây tiêu hao quá nhiều linh khí, đến lúc đó ngươi không đủ sức mở cánh cửa cực tiên mộ thì làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ đến, điều này cũng có khả năng là một trong những mưu kế của ma tộc, chính là muốn mượn cơ hội tiêu hao linh khí của ngươi hay không? Hạ Thiên cầm ngân châm chậm rãi đâm vào mi tâm của Thẩm Manh, nghĩ nhiều chuyện vô vị làm gì. Trước chữa khỏi bệnh cho bé ngoan rồi hãy nói. Đúng vào lúc này,
trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của thượng quan gia chủ, trước dương chân khí, trước thiêu thiên địa. Hạ Thiên, lão phu đồng quy vu tận với ngươi, ngươi đi chết cho ta. Tiếp theo, một luồng khí tức vô cùng vô tận bỗng nhiên tràn ngập khắp cả phòng. Không đợi đám người Hạ Thiên kịp phản ứng, luồng khí tức này đã nổ tung. Hơn phân nửa viện tử thượng quan gia sụp đổ, trong chớp mắt đã biến thành một cái hố to. Ha ha, đúng là thú vị thật. Từ đằng xa, trên đỉnh núi, cậu tiên sinh nhìn thấy, không khỏi cất tiếng cười to, lần này thượng quan gia chủ ngược lại ngạnh khí được một lần. Cho dù không giết được Hạ Thiên, cũng có thể tiêu hao một phần linh khí của hắn. Hạ Thiên ơi Hạ Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, cũng biết nghịch thiên bát châm của ngươi rất lợi hại. Nhưng nếu không có băng hỏa linh khí chèo chống, nghịch thiên bát châm của ngươi đoán chừng không phát huy được mấy thành công lực. Ngươi quá tự đại rồi, biết rõ là cạm bẫy mà cũng muốn bước vào, biết rõ người khác tính toán ngươi, ngươi cũng vẫn chui vô. Tự cho là thông minh, nói đến, ngươi chính là loại người đó. Đến cuối cùng, ngươi sẽ chết vì cái tính tự đại của ngươi. Cho nên, muốn tiêu diệt ngươi cũng không cần phải mạnh hơn ngươi, chỉ cần thông minh hơn ngươi, có thể nhẫn hơn ngươi, vừa lúc cẩu tu kim ta lại là loại người này. Cái gì là tam khôi thiên cung, cái gì là lục ma đài, người thắng cuối cùng chỉ có thể là cẩu mỗ ta mà thôi, ha 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 ha. Trong lúc cẩu tiên sinh đang cười to vì tính toán của mình, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói lười biếng. Ngươi không cảm thấy ngươi cười quá lớn tiếng sao? Hạ Thiên. Cẩu tiên sinh sợ hãi cả kinh, quay sang nhìn Hạ Thiên, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi nói sao? Chẳng lẽ ngươi đã phát hiện mưu kế của ta? Tâm niệm cẩu tiên sinh thay đổi thật nhanh, tiếp theo lại lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí ta còn chưa phát ra hậu chiêu nữa mà. Ngươi ngu hay là ngươi bị điếc? Hạ Thiên nhếch miệng, vừa rồi ta đã nói, ngươi cười quá lớn tiếng. Cẩu tiên sinh vẫn không hiểu, có ý gì? Thì chính là ý ngoài mặt đấy. Tô Mộng Lệ cũng đột nhiên xuất hiện trước người Hạ Thiên, có chút khinh thường nói, ngươi tưởng mình trí kế vô song, nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay sao? Chẳng lẽ có người bán đứng ta? Lông mày cẩu tiên sinh ngưng lại. Trong đầu không tự giác bắt đầu suy nghĩ. Tô Mộng Lệ thản nhiên nói, cũng không tính là bán. Trên đường ta đến thượng quan gia, gặp phải hai tên ma vật lén lút khiêng người vào trong hậu viện, vì thế ta đã thuận tay giải quyết hai tên ma vật kia. Cẩu tiên sinh nhanh chóng hiểu ra, lạnh lùng nói, thì ra là thế, cho nên Cát Tiên Cô đã bán đứng ta. Cát Tiên Cô, không biết. Tô Mộng Lệ khẽ cười một tiếng, ta chẳng có hứng thú để hỏi. Sau khi biết được nàng ta là giả mạo, ta đã giết luôn cùng với hai người kia. Hừ, nếu không phải nàng ta bán đứng ta, tại sao các ngươi lại biết ta ở đây? Cẩu tiên sinh hiển nhiên không thể nào tin được Tô Mộng Lệ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Hạ Thiên thở dài một tiếng, một quyền đánh xuyên qua cẩu tiên sinh. Con người cẩu tiên sinh ngưng lại, trong lòng không dám có chút chủ quan, lập tức né tránh. Ưu điểm của ông ta là trí kế vô song, cũng không phải đánh nhau với người khác. Cho nên ông ta không dám đối cứng với Hạ Thiên. Tuy nhiên, ông ta cũng không sợ. Đối với Hạ Thiên, ông ta đã từng có nghiên cứu, biết được một số bản lãnh của hắn, do đó ông ta đã sớm có chuẩn bị. Ông ta có lòng tin ứng phó được một hai. Muốn chạy trốn. Tô Mộng Lệ nhạy bén phát hiện được ánh mắt cẩu tiên sinh thay đổi, hơi vung tay, mấy vệt trắng sáng bay ra ngoài. Trực tiếp định trụ tứ chi đối phương. Cẩu tiên sinh trong nháy mắt không thể động đậy, sắc mặt lạnh lẽo, Tô công chủ, ngươi làm vậy là có ý gì? A, à, lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã đuổi tới, nặng nề đập vào lồng ngực của ông ta. Chỉ là lần này, cẩu tiên sinh cảm thấy xương cốt toàn thân của mình, cùng với lục phủ ngũ tạng giống như bị đánh nổ, há miệng phun ra một ngụm máu. Hạ Thiên! Ngươi chờ một chút, đừng ra tay nữa. Cẩu tiên sinh vội vàng kêu Hạ Thiên dừng lại, cầu xin tha thứ, có chuyện gì thì từ từ nói. Ta chẳng có hứng thú nói nhảm với ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh qua. Lần này, hắn đấm vào mặt cẩu tiên sinh, mũi của ông ta lập tức sụp xuống, không còn hình người. Cẩu tiên sinh phun ra một ngụm máu,
bên trong còn kèm theo xương vỡ, đừng đánh nữa. Ngươi, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ngươi hỏi, cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Bành! Hạ Thiên cũng không trả lời, lại một quyền đánh xuống. Bốp! Cơ thể cầu tiên sinh dường như không chịu được nữa, bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó biến thành một chùm huyết vụ, rất nhanh tứ tán không còn. Còn muốn chạy trốn. Hạ Thiên nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh bỉ, lập tức lấy ra Định Hải thần châm, đâm tới hư không. Chỉ thấy phương vị mà cây kim chỉ vào xuất hiện một vòng xoáy linh khí. Trong nháy mắt, huyết vụ đang chạy tứ tán từng chút một ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu. Hạ Thiên, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hạt châu màu đỏ phát ra âm thanh kinh hoàng, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt đâu. Chỉ bằng tha cho ta một mạng, ta sẽ cung cấp một tin tức có giá trị cho ngươi, như thế nào? Chẳng ra sao cả. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, tay trái cầm hạt châu màu đỏ, chậm rãi dùng sức, ta chỉ muốn đưa ngươi đi chết, chết một cách triệt để, đừng xuất hiện khiến ta phiền chán. Ta biết ma chủ bên trong cực tiên mộ là ai. Hạt châu màu đỏ như muốn nứt ra, cũng không có kè mặc cả với Hạ Thiên. Vì cầu sinh, ông ta đành nói, nếu ngươi đã muốn tiến vào cực tiên mộ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình huống bên trong? Trong tay của ta có một số tư liệu tuyệt mật, chỉ cần ngươi thả ta sẽ a. Hạ Thiên mỉm cười nói, không có hứng thú. Gần vạn năm qua, ma tộc vẫn luôn trộm lấy linh khí bên trong cực tiên mộ, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Hạt châu màu đỏ cảm nhận được vết rách càng lúc càng lớn, kinh hoàng lại càng nhiều, nói ra bí mật cũng ngày càng quan trọng, chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta có thể nói cho các ngươi biết địa điểm cất giấu. Tô Mộng Lệ nghe xong, ngược lại có chút tức giận, chúng ta đã sớm đoán được có chuyện này, ngươi nói hay không thật ra không quan trọng. Chỉ cần mở ra cánh cửa cực tiên mộ, tất cả mọi thứ bên trong không phải đều do chúng ta dùng sao, cần chi phải dùng những thứ bọn họ trộm ra chứ. Nói xong, nàng còn trào phúng nhìn hạt châu màu đỏ, cẩu vật ngươi đấy, đúng là gian dảo. Sắp sửa đền mạng rồi, lại đi nói những chuyện không có tác dụng. Hạt châu màu đỏ không khỏi giật mình, do dự nói ta còn biết một bí mật, nhất định có tác dụng đối với các ngươi. Di ngôn để lại xong chưa? Hạ Thiên vẫn không hứng thú lắm, nếu đã nói xong, để ta tiễn ngươi lên đường. Không, đừng mà. Hạt châu màu đỏ la hoảng lên, nói năng có chút lộn xộn, Hạ Thiên, thật ra trong số nữ nhân bên cạnh ngươi có nội ứng của ma tộc. Chỉ cần ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi, a. Hạ Thiên nghe cũng chẳng muốn nghe, trực tiếp bóp nát hạt châu màu đỏ. Sao? Tô Mộng Lệ ngược lại có chút hứng thú, mỉm cười nói với Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết người mà ông ta nói là ai sao? Không cần biết. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, bởi vì ông ta chỉ đang đánh rắm mà thôi. Trong đầu Tô Mộng Lệ xẹt qua những nữ nhân của Hạ Thiên. Những nữ nhân 12 năm trước thì không cần phải nói, nhất định không phải rồi. Có hiểm nghi nhất chính là những nữ nhân mà hắn thu trong một năm qua. Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại không có ai phù hợp cả. Mặc dù Hạ Thiên nhìn thì hứng hờ, thật ra lại rất nhạy cảm. Muốn làm nữ nhân của hắn mà không bị phát hiện, gần như là không thể nào. Đương nhiên, cũng có thể là một hạt giống cầu tiên sinh cố ý chôn vào lòng Hạ Thiên trước khi chết. Thật giả không quan trọng, chỉ cần Hạ Thiên có một chút dao động, hạt giống đó sẽ nảy mầm, về sau khó mà nói được có thể tạo thành hậu quả gì hay không. Thế giới này, muốn nói phức tạp nhất, đó chính là lòng người. Người bình thường, cho dù có tin tưởng người khác như thế nào, nếu như nghe được lời như thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút hoài nghi, hoặc có thể nói là dao động trong nháy mắt. Nhưng Hạ Thiên lại là quái thai, hắn hoàn toàn không hoài nghi nữ nhân của mình, một chút cũng không. Được rồi, lại giải quyết thêm một cây gậy quấy phân heo. Tô Mộng Lệ phủi tay, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thiên, cười nói, tiếp theo ngươi dự định làm gì? Không đến cực tiên mộ nữa hay là đến trước cánh cửa đó, ngồi chờ thời cơ mở cửa? Nơi này chẳng thú vị gì cả, cứ đến đó đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cảm thấy mất hứng thú. Tô Mộng Lệ vô ý hỏi, thế ngươi định làm gì với Thẩm Manh Thẩm tiểu thư? Nàng ấy là bé ngoan số 2, đương nhiên phải là nữ nhân của ta rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói.
đúng là không bao giờ khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Mộng Lệ im lặng, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, ngươi cứ tự nhiên, ta còn chuyện khác cần làm, cũng lười ở đây nhìn các ngươi ân ái. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, trở lại tiền viện thượng quan gia. Sự việc đã được giải quyết xong chưa? Thẩm Manh vuốt tóc, nở nụ cười nhàn nhạt. Hạ Thiên ôm lấy eo của nàng, chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi, tiện tay là xử lý xong. Thẩm Manh có chút không quen lắm nhưng cũng không phản kháng, ngươi mang ta đi lại trong này không tiện đâu, hay là cứ để ta ở đây, như vậy sẽ tiện cho ngươi, à. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã ôm nàng đằng không bay lên, rời khỏi kết giới thượng quan ra, thẳng đến cực tiên mộ. Thì ra biết bay là cảm giác như vậy. Phản ứng của Thẩm Manh khá bình tĩnh, chỉ là gương mặt hơi giãn ra. Hạ Thiên cười nói, bé ngoan số 2, nàng không cần hâm mộ. Lát nữa ta đâm cho nàng mấy châm, chẳng những có thể chữa khỏi chứng bệnh cho nàng, nàng còn có thể bay được. Thôi đi, chữa bệnh cái gì chứ? Chờ chuyện nơi này kết thúc, khi đó chúng ta chữa cũng được. Thẩm Manh biết rất rõ, Hạ Thiên hành châm nhất định phải tiêu hao linh khí bản thân. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, nàng cũng không muốn vì mình mà hắn phải tiêu hao linh khí. Hạ Thiên hờ hững nói, nàng không cần lo lắng. Băng hỏa linh khí của ta có rất nhiều, không dùng hết đâu. Ta không tin. Thẩm Manh mỉm cười, vạch trần, nếu thật sự dùng không hết, tại sao ngươi lại bị nghiền ép thành như vậy chứ? Là do muội muội chân dài cố ý làm. Trong lòng Hạ Thiên có chút khó chịu, lần sau luận bàn với nàng ấy, ta nhất định sẽ để cho nàng ấy biết được sự lợi hại của ta. Thẩm Manh cảm thấy chủ đề đã bị lệch một chút. Đành phải nói sang chuyện khác, Tô Mộng Lệ và cung chủ Thiên Cung là cùng một người sao? Là trước kia thôi, bây giờ không phải. Hạ Thiên thuận miệng giải thích. Thẩm Manh không hiểu, người có thể chia thành hai sao? Người bình thường đương nhiên không được rồi. Hạ Thiên mỉm cười, quay sang nói với Thẩm Manh, tu tiên giả thì có thể, tuy nhiên cũng chỉ có độ kiếp kỳ là mới được thôi, mà cũng không phải tu tiên giả độ kiếp kỳ nào cũng có thể. Trong đó có nhiều phiền phức lắm. Khi nào nàng tu đến độ kiếp kỳ thì sẽ biết. Thẩm Manh thuận miệng hỏi, giống như cơ thanh ảnh và cơ thanh thuần đúng không? Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi Thẩm Manh, bé ngoan số 2, chẳng lẽ nàng cũng muốn phân ra thành một người khác? Thẩm Manh lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi, ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì đã lâu rồi không bước ra khỏi phòng, cơ thể lại có những đốm màu đen kỳ quái. Trải qua một khoảng thời gian dài không có bạn, tính cách của nàng không khỏi có chút u ám. Về sau, nàng tiếp xúc với máy tính, mới bắt đầu kết giao bạn bè trên mạng, cũng vì thế mà làm quen được với một bé ngoan khác và tiểu yêu tinh vẫn còn ở trái đất. Thành ra, tính cách của Thẩm Manh cũng tạo thành một sự mâu thuẫn rõ ràng, đã có chút hoạt bát nhưng vẫn còn ngột ngạt, sợ xã giao nhưng lại hơi nói nhiều. Tuy nhiên, đối với Hạ Thiên mà nói, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần dung mạo xinh đẹp, tính cách gì cũng được, cùng lắm thì châm cho nàng một châm, giúp nàng uốn nắn lại. Đương nhiên, nếu đối phương không muốn thay đổi thì cũng không sao. Hạ Thiên đối với nữ nhân của mình có lòng bao dung vô hạn. Đương nhiên, vợ mà không nghe lời, có đôi khi cũng cần phải dạy lại một chút. Về phần có đánh hay không, vậy thì để sau hãy nói. Bí cảnh Thiên Cung, không gian cực lớn. Hạ Thiên cùng với Thẩm Manh đi nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nơi này trời xanh nước xanh, những đám mây trắng với hải âu vần quanh, rất giống với một thắng cảnh nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bên trên dòng nước màu xanh nhộn nhạo lại là một cánh cửa lớn màu trắng. Phong cách cánh cửa rất đơn giản, chỉ có màu trắng, mặt khung cửa không hề có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Thẩm Manh nhìn thấy, không khỏi cảm thán, cảnh đẹp như vậy lại là lối vào mộ phần. Hạ Thiên nhìn cánh cửa màu trắng, phát hiện bên trên có 4 cái lỗ, mô phỏng theo đúng hình dáng của cực tiên lệnh. Hắn lấy ra 4 tấm cực tiên lệnh, tiện tay ném vào 4 cái lỗ kia. Vèo! Một tiếng động kỳ quái vang lên, chỉ thấy bên trong cánh cửa màu trắng nổi lên một cánh cửa màu vàng. Bên trên cánh cửa màu vàng có rất nhiều hoa văn che phủ. Nếu Hạ Thiên đoán không sai, những hoa văn này cùng một nguồn gốc với hoa văn trên chiếc hộp âm nhạc thần bí ở tiểu tiên giới. Hoa văn giống như vật sống, thỉnh thoảng du động, biến ảo hình dạng, kiểu dáng. Một lát sau, đám hoa văn đều hội tụ cùng một chỗ,
tạo thành một cái vòng tròn chính giữa cánh cửa màu vàng. Cái đó có ý nghĩa gì thế? Thẩm Manh chỉ vào cái hình tròn. Hạ Thiên nhìn một chút, chậm rãi nói, đoán chừng là tam giới cộng minh. Tam giới cộng minh? Thẩm Manh nghi ngờ hỏi, nhưng rất nhanh lại liên tưởng đến một số chuyện, vậy ngươi có phương tiện nào đó liên lạc với các nàng ấy chứ? Ta không có. Hạ Thiên lắc đầu, sau khi hắn đánh bại Man Sơn thần tướng, hắn bị cung chủ Thiên Cung ném thẳng vào bí cảnh, trên người chẳng có gì cả. Tuy nhiên, hắn cũng không hoảng hốt, đám người Dạ Ngọc Mị sớm đã có chuẩn bị. Nếu không có chuẩn bị, hắn sẽ tự mình mở ra cánh cửa này. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thẩm Manh không khỏi lo lắng thay cho Hạ Thiên, nàng không phải tu tiên giả, không có internet, nàng không cách nào thông báo cho những người khác. Hạ Thiên ngược lại vẫn rất thản nhiên, chờ lát nữa rồi nói. Cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Thẩm Manh gật đầu, nhưng vẫn có chút khẩn trương, đám ma tộc kia có còn âm mưu quỷ kế gì nữa hay không? Hạ Thiên đáp, bé ngoan số 2, trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng không có tác dụng. Tuy là nói như vậy nhưng đề phòng vẫn hơn. Thẩm Manh là hacker, biết những chuyện sụp đổ thường do mọi thứ không chút dấu hiệu thu hút nào trước đó. Nếu cánh cửa này quan trọng đối với ma tộc, vậy thì nó quá yên tĩnh rồi. Đối với câu nói này, Hạ Thiên ngược lại tán đồng nhưng cũng không thèm để ý. Lấy bất biến ứng vạn biến chính là ứng đối của Hạ Thiên. Mặc kệ đám ma tộc kia chơi cái gì, muốn giết hắn hay là muốn lừa hắn mau chóng mở cánh cửa này ra, cuối cùng thì cũng sẽ hiện nguyên hình mà thôi. Cho nên, bây giờ không cần phải gấp, cứ chờ bọn chúng hiện hình, tiễn từng đợt một là được. Hạ Thiên, từ đằng xa truyền đến tiếng gọi. Chỉ thấy ba bóng người xinh đẹp bay đến, rơi xuống trước mắt hắn và Thẩm Manh. Vợ đại yêu tinh, nàng đến rồi sao? Hạ Thiên đến trước mặt người dẫn đầu, ôm lấy eo của nàng, gương mặt nở nụ cười hưng phấn. Tiếp theo, hắn mỉm cười với hai người còn lại, vợ Tiêm Tiêm, vợ An Tâm, hai người cũng đến. Triệu Vũ Cơ nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Bạch Tiêm Tiêm vẫn câu nệ như cũ, Thiên ca ca. Gọi ta là Tô Vô Song. Hiện tại, Tô Vô Song đã không còn gọi là An Tâm nữa. Bởi vì ý định ban đầu của nàng chính là muốn làm một người bình thường, nhưng bây giờ đã bị Hạ Thiên gom vào hàng ngũ nữ nhân của hắn, hiển nhiên không cách nào bình thường được nữa. Đã như vậy, cái tên An Tâm có giữ lại cũng không có ý nghĩa. Vậy cũng được, vợ Vô Song. Hạ Thiên cười hì hì, lập tức thay đổi. Vị này là tỷ muội chàng mới thu sao? Triệu Vũ Cơ đến trước mặt Thẩm Manh, thuận miệng trêu chọc, một muội tử rất đẹp, chỉ là có hơi chút tỉ vết, tại sao chàng không giúp nàng ấy bỏ đi? Hạ Thiên đáp, nàng ấy chính là bé ngoan. Không phải ta không trị cho nàng ấy mà là nàng ấy từ chối. Bây giờ không phải là lúc. Thẩm Manh nhìn thấy ba người Triệu Vũ Cơ, cũng không hoảng hốt. Biểu hiện lạnh nhạt, việc cấp bách bây giờ là mở cánh cửa này, không phải sao? Cũng không nhất thiết phải tiêu hao tinh lực trên người ta. Vấn đề của ta, chờ chuyện nơi này giải quyết xong rồi nói sau cũng không muộn mà. Triệu Vũ Cơ nghe xong, thiện cảm đối với Thẩm Manh tăng lên, ngươi ngược lại rất có cái nhìn đại cục, cũng không giống tên sắc lang nào đó. Này, vợ đại yêu tinh, nàng dèm pha chồng của mình như vậy là không đúng. Hạ Thiên có chút khó chịu nói. Không ai dèm pha chàng hết, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Triệu Vũ Cơ cười nhạt, thuận tay gạt cánh tay Hạ Thiên đang di chuyển trên người nàng, đừng làm rộn, chính sự quan trọng hơn. Hạ Thiên lại tiếp tục sờ soạng, nghiêm túc nói, đây cũng là chính sự. Triệu Vũ Cơ thấy thuyết phục vô hiệu, cũng mặc kệ hắn. Không thèm để ý đến tay Hạ Thiên, nàng chậm rãi nói, nếu người đã đông đủ, vậy thì ta có thể bắt đầu. Tiêm Tiêm, ngươi dùng tín phù liên lạc với Dạ Ngọc Mị đi. Lại quay sang nói với Tô Vô Song, Vô Song, ngươi đi bố trí trận pháp. Thẩm Manh cũng không chịu ngồi yên, vậy ta có thể làm cái gì? Ngươi giúp ta kéo hắn ra. Triệu Vũ Cơ nói với Thẩm Manh. Thẩm Manh liếc qua Hạ Thiên, phát hiện tay của hắn có chút không kiêng kỵ di chuyển trên người Triệu Vũ Cơ, không khỏi đỏ mặt nhưng cũng không biết làm sao để ngăn cản. Triệu Vũ Cơ tiện tay vỗ một cái, đẩy Hạ Thiên vào ngực Thẩm Manh, người ôm hắn, đừng để hắn làm loạn. Sao? Thẩm Manh ngẩn người, nhưng vẫn nghe lời ôm lấy Hạ Thiên.
Hạ Thiên ngược lại cũng không làm loạn nữa, chỉ là có chút không được cao hứng. Vợ đại yêu tinh, đã lâu không gặp, nàng không cho ta cơ hội ôm nàng nhiều hơn chút sao? Chàng là cá vàng à? Triệu Vũ Cơ tức giận lườm hắn một cái, hai ngày trước mới, gặp trên đỉnh núi tuyết. Có sao? Hạ Thiên cười nói, một ngày không gặp như cách ba thu. Ta nhớ nàng, nàng khẳng định cũng rất nhớ ta, đúng không? Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, chàng thành thật một chút đi. Nếu không, ta gọi Dạ Ngọc Mị đến đánh chàng một trận đấy. Muội muội chân dài đánh không lại ta. Hạ Thiên bất mãn nhếch miệng. Thật sao? Triệu Vũ Cơ cười khẽ. Hạ Thiên có chút mạnh miệng nói, ta chỉ nhường nàng ấy, không muốn nàng ấy mất lòng tin đối với bản thân. Nếu đánh thật, ta có thể đánh cho nàng ấy mấy ngày không xuống nổi giường. Bẩn thỉu. Triệu Vũ Cơ không khỏi chừng Hạ Thiên một cái, trong đầu ngươi có thể nghĩ cái gì khác hay không, tối ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện này. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, ta nói chính là đánh nhau. Vợ đại yêu tinh, nàng nghĩ đi đâu vậy? Bớt làm bộ đi. Triệu Vũ Cơ hiểu rất rõ Hạ Thiên, chàng cũng nên chuẩn bị đi. Đừng để lát nữa bỗng nhiên xe tuột xích. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ đại yêu tinh, nàng đang lãng sang chuyện khác đấy. Triệu Vũ Cơ cũng không thèm phản ứng đến hắn, ném một ánh mắt cho Thẩm Manh, nàng lập tức kiểm tra cánh cửa lớn màu trắng và cánh cửa màu vàng khảm bên trên. Tô Vô Song rút một lá cờ nhỏ từ trong ngực ra, dựa theo quy luật nhất định, tiến hành bố trí xung quanh cánh cửa màu trắng. Bạch Tiêm Tiêm lấy ra một lá bùa, sau đó rót linh khí vào trong, chờ một lát, lá bùa đột nhiên phát sáng lên. Alo, có phải Dạ tỷ tỷ không? Bạch Tiêm Tiêm ôn nhu nói, ta là Tiêm Tiêm. Bên trong lá bùa truyền đến giọng nói của Dạ Ngọc Mị, là ta, Tiêm Tiêm, mọi người đến rồi sao? Vâng, đến rồi. Bạch Tiêm Tiêm nhẹ giọng trả lời, ở đây có một cánh cửa lớn màu trắng, hẳn là cánh cửa thông đến cực tiên mộ. Thiên ca ca cũng có mặt ở đây. Ta biết rồi. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, ngươi duy trì tín hiệu, để ta liên lạc với những người khác. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau phát lực. Bạch Tiêm Tiêm gật đầu, vâng. Lúc này, Dạ Ngọc Mị đang ở thiên ngoại thiên tiểu tiên giới, lợi dụng tứ tượng trận cùng với rất nhiều lá bùa nối đến ba đại bí cảnh, sau đó tiến hành thời gian cộng minh. Khoảng mấy phút trước, nhóm người Tô Bối Bối ở bí cảnh Quy Khư, còn có nhóm người Ninh Nhụy Nhụy ở bí cảnh U Minh cũng đã báo cáo qua. Hiện tại chính là thời điểm kéo liên kết ba nơi lại với nhau. Khoảng cách đến thời cơ mở cánh cửa cực tiên mộ cũng không còn bao lâu nữa. Dạ Ngọc Mị chồng hai tín phủ đưa tin lại với nhau, sau đó kêu lên, Nhụy Nhụy, Bối Bối, bên phía mọi người như thế nào rồi? Ta là Nhụy Nhụy, bên phía của ta không có việc gì, chúng ta cũng đã đến bên cạnh cánh cửa. Giọng nói của Ninh Nhụy Nhụy vang lên đầu tiên. Mấy giây sau, Tổ Bối Bối cũng lên tiếng, bên này của ta xảy ra chút việc. Có người muốn dùng búa bổ đại môn, nhưng vừa lúc có người chạy đến, giải quyết kịp thời người kia rồi. Trương Lăng Linh sao? Dạ Ngọc Mị thuận miệng hỏi. Giọng nói của Trương Lăng Linh vang lên, Dạ tiên tử, trực giác của ngươi đúng là đáng sợ. Tam giới cộng minh vốn là chuyện mà ngươi luôn thu xếp, không có lý gì lại không tham gia. Biểu hiện của Dạ Ngọc Mị cực kỳ lạnh nhạt, tàn cảnh U Minh không có chỗ nào có thể phát huy. Bên trong bí cảnh thiên cung có nữ nhân kia, ngươi lại chẳng muốn gặp nàng ấy. Như vậy, ngươi nhất định sẽ lưu lại đại bản doanh bí cảnh Quy Khư rồi. Trương Lăng Linh mỉm cười nói, ngươi đúng là người thông minh, vậy ngươi hẳn biết ta muốn chính là cái gì. Ta biết cũng vô dụng thôi, ngươi đi nói với Hạ Thiên đi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Trương Lăng Linh hừ nhẹ một tiếng, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, Hạ Thiên ta tất nhiên có thể giải quyết. Tùy ngươi thôi. Dạ Ngọc Mị không khỏi cười lạnh. Trương Lăng Linh cười nói, ngươi không lo lắng ta thành tỉ muội của ngươi, đoạt Hạ Thiên vào tay sao? Dạ Ngọc Mị một chút cũng không lo lắng, vậy thì ta sẽ cảm ơn trời đất, ngươi đoạt đi. Nói xong, nàng lại bồi thêm một câu, nhưng ta lại lo lắng Hạ Thiên không thèm để ý đến ngươi. Yên tâm đi, ta cũng không để ý đến hắn đâu, cũng chẳng xem hắn là bảo bối như các ngươi. Trương Lăng Linh khinh thường nói. Được rồi, bớt nói nhiều đi. Dạ Ngọc Mị lười nói nhảm với Trương Lăng Linh, bắt đầu đi, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều. Trương Lăng Linh cũng biết sự việc trọng đại,
cũng không nói nhảm nữa, quay sang nói với nhóm người Tô Bối Bối, có thể bắt đầu. Nhóm người Tô Bối Bối cũng đã bố trí xong, nghe Dạ Ngọc Mị và Trương Lăng Linh nói, cả ba liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hành động. Ngoại trừ đốt sáng trận pháp vây quanh cánh cửa, ba người các nàng còn đứng trước cánh cửa. Tô Bối Bối đứng đằng trước, Lam Y Nhân và Thạch Thuần phân biệt đứng hai bên phải trái sau lưng nàng. Ba người lẩm bẩm cái gì đó, sau đó vận linh khí bên trong cơ thể. Lam Y Nhân và Thạch Thuần khoác tay lên vai Tô Bối Bối, tay trái Tô Bối Bối ấn vào khuỷu tay phải, ngón giữa và ngón trỏ tay phải điểm vào chính giữa cánh cửa. Trương Lăng Linh đứng bên cạnh hộ pháp, tránh xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn. Bên trong tàn cảnh U Minh, nhóm người Ninh Nhụy Nhụy cũng thực hiện tương tự. Chỉ có bí cảnh Thiên Cung là hơi khác. Triệu Vũ Cơ để Hạ Thiên đứng trước nhất, Bạch Tiêm Tiêm và Tô Vô Song đứng hai bên trái phải sau lưng hắn. Về phần Thẩm Manh, bởi vì nàng không phải tu tiên giả, đứng gần quá thật sự có chút nguy hiểm, cho nên Triệu Vũ Cơ đã kéo nàng đứng cách một khoảng cách an toàn. Chàng hãy dùng băng hỏa linh khí rót vào không gian hình tròn kia đi. Triệu Vũ Cơ dặn dò Hạ Thiên, chàng đừng làm những việc dư thừa, chỉ cần rót linh khí là được. Đây chính là phương thức an toàn nhất, cũng là thích hợp nhất để mở cánh cửa mà ta và Dạ Ngọc Mị, còn có cung chủ Thiên Cung nghiên cứu ra. Nếu chàng làm loạn, đến lúc đó linh lực phản chấn, tất cả mọi người đều sẽ bị thương. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ đại yêu tinh, trong lòng ta có nắm chắc, nàng không cần lặp đi lặp lại như vậy. Người thích tự tung tự tác như chàng, chỉ cần không để ý, chàng sẽ làm loạn ngay. Triệu Vũ Cơ cười nhạt, nói với Hạ Thiên, không nhắc nhở chàng là không được. Bên trong tín phủ vang lên giọng nói của Dạ Ngọc Mị, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Nhóm người Tô Bối Bối cùng nhau đáp. Nhóm người Ninh Nhụy Nhụy cũng lên tiếng, đã chuẩn bị xong. Muội muội chân dài, nàng cũng chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên Vân Đạm Phong khinh hỏi một câu. Dạ Ngọc Mị cũng không thèm phản ứng Hạ Thiên, chỉ nói, vậy thì khởi động đi. Dứt lời, nàng đã rót một luồng linh khí, điểm vào tứ tượng trận thiên ngoại thiên tiểu tiên giới. Tứ tượng trận phát sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên ngoại thiên thành một màu thuần trắng. Tất cả mọi màu sắc, cấp độ, hình ảnh bên trong thiên ngoại thiên đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Dạ Ngọc Mị nhìn thấy, không khỏi cau mày, chỉ là không đợi nàng phản ứng, nàng rất nhanh đã bị luồng ánh sáng màu trắng hút vào. Cùng lúc đó, bất luận là cánh cửa bên trong bí cảnh quy khư hay là cánh cửa bên trong tàn cảnh U Minh, tất cả đều nổi lên luồng ánh sáng màu trắng vô cùng kỳ quái này, đậm như sương mù, lại gợn sóng như nước, trong khoảnh khắc nuốt sạch tất cả mọi người. Cả đám đều biến mất không thấy, sương mù giống như nước ngăn trước thềm cửa, ngay cả cánh cửa màu trắng cũng không còn thấy đâu. Hai bí cảnh giống như hoa quả bị rút hết nước, không còn linh khí dập dờn và mây khói mờ mịt như trước. Lúc này, tất cả đều trở về sơn động bình thường, khô cằn, không còn màu sắc. Tuy nhiên, bên trong bí cảnh Thiên Cung thì lại khác. Sau khi cánh cửa lớn màu trắng nổi lên luồng ánh sáng màu trắng, cánh cửa màu vàng đột nhiên phóng ra vô số sợi tơ màu vàng, dọc theo tay Hạ Thiên, trong nháy mắt bò khắp toàn thân của hắn, sau đó tràn đến người Bạch Tiêm Tiêm và Tô Vô Song. Thậm chí còn có sợi tơ di chuyển trên mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh bay lượn bốn phương tám hướng. Một phần trong đó lướt về phía Thẩm Manh và Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ là tu tiên giả độ kiếp kỳ, mặc dù chưa luyện được kiếp lực, nhưng bảo vệ nàng và Thẩm Manh tạm thời không thành vấn đề. Cút trở về cho ta. Biểu hiện của Hạ Thiên khá khó chịu, hơi cau mày, sau đó dùng băng hỏa linh khí ngăn lại đám tơ màu vàng đó, buộc chúng lui trở về. Đám sợi tơ màu vàng giãy giụa kịch liệt, thuận theo băng hỏa linh khí tiếp tục tiến lên, dính vào đầu ngón tay của Bạch Tiêm Tiêm và Tô Vô Song. Muốn chết đúng không? Lần này Hạ Thiên đã thật sự nổi giận, hắn vận kiếp lực còn lại bên trong cơ thể rót vào đám tơ màu vàng. Chít chít! Đám sợi tơ màu vàng phát ra tiếng động quỷ dị, giống như bị điện giật, lập tức rút trở về. Tuy nhiên, những sợi tơ màu vàng tiến về những hướng khác lại càn rỡ vô cùng. Sống chết của những người khác, Hạ Thiên không thèm quan tâm. Đám tơ màu vàng ăn thiệt ở chỗ Hạ Thiên, chỉ duy trì đầu ngón tay của hắn, cũng không dám tiến thêm. Tuy nhiên, luồng ánh sáng màu trắng nồng đậm kia đã nhanh chóng nuốt mất phạm vi hơn 10 dặm. Chàng có cách nào giải quyết đám sương mù này không?
Triệu Vũ Cơ cảm nhận một chút, sau đó nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp, không cần giải quyết, sương mù này không có sát khí, hoàn toàn vô hại đối với chúng ta. Vừa dứt lời, sương mù đã nuốt sạch tất cả mọi người. Lúc này, cánh cửa lặng yên không một tiếng động mở ra. Trong sương mù dày đặc, một cái sừng nhọn to lớn từ trong cánh cửa nhô ra, hung mãnh đánh tới Hạ Thiên. Chồng, cẩn thận! Triệu Vũ Cơ phát hiện dị thường đầu tiên, lên tiếng nhắc nhở. Hạ Thiên phát hiện giác quan của mình còn trì độn hơn so với Triệu Vũ Cơ. Không đợi hắn nhìn thấy rõ ràng, sừng nhọn đã đâm vào lồng ngực của hắn. Tuy nhiên, phản ứng của hắn vẫn rất nhanh. Hắn đưa tay đè xuống cái sừng nhọn, quay sang nói với Triệu Vũ Cơ, nàng mau kéo bọn họ ra trước. Triệu Vũ Cơ ngầm hiểu, một dải lụa từ trong tay áo bay ra ngoài quấn vào người Bạch Tiêm Tiêm và Tô Vô Song, kéo các nàng rời khỏi sau lưng Hạ Thiên. Chiêu này là nàng học được từ Dạ Ngọc Mị. Về phần Hạ Thiên, nàng tin rằng hắn nhất định sẽ có biện pháp ứng đối, cũng không cần lo lắng cho hắn. Cái sừng bỗng nhiên co lại, sau đó lại tiếp tục đâm mạnh. Hơn nữa còn mang theo cương phong mãnh liệt, sương mù thay đổi trong vài giây, tiến hành cắt chém đám người Hạ Thiên và Triệu Vũ Cơ. Còn chưa đủ mạnh đúng không? Đoạn cho ta. Tâm trạng Hạ Thiên khá khó chịu, nắm chặt nắm đấm, đập mạnh vào sừng nhọn. Giống. Một quyền này đủ mạnh, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của sinh vật không biết tên. Một giây sau, sợi tơ màu vàng như thủy triều dâng trào đến. Cho dù Hạ Thiên vận phiếu miểu bộ cũng vẫn không thoát khỏi, bị vô số sợi tơ cuốn lấy, sau đó lôi vào bên trong cánh cửa màu vàng. Thiên ca ca. Bạch Tiêm Tiêm nhìn thấy tình huống đó, cảm thấy sốt ruột, tháo dây lụa của Triệu Vũ Cơ ra, chạy thẳng vào bên trong cánh cửa. Triệu Vũ Cơ vốn muốn khuyên can một chút, kết quả đã muộn. Tô Vô Song rất nhanh vào theo. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong đó đi. Triệu Vũ Cơ thở dài, nói với Thẩm Manh, người nhất định phải nghe lời, đừng tự mình chạy đi. Nếu không, người sẽ không biết mình chết lúc nào. Thẩm Manh biết tình huống của mình là gì, cười khổ nói, không thì ta không đi theo. Khó mà làm được. Triệu Vũ Cơ lắc đầu, mặc dù ta không biết đám tơ màu vàng đó dùng để làm gì, nhưng chắc chắn thời gian kế tiếp, bên ngoài sẽ khó mà dự đoán hơn cả bên trong. Ngươi không có năng lực tự vệ, tốt nhất ngươi nên đi theo ta. Thẩm Manh gật đầu, cũng đúng. Triệu Vũ Cơ mang theo Thẩm Manh cùng nhau tiến vào trong sương mù dày đặc. Một lát sau, cung chủ Thiên Cung bỗng nhiên xuất hiện, trầm ngâm một hồi rồi cũng vào theo. Một lát sau, những thế lực khác bên trong bí cảnh Thiên Cung, còn có tu tiên giả từ bên ngoài vào thám hiểm tầm bảo cũng ngo ngoe vọt vào sương mù màu trắng. Tiếp theo, cũng không biết có bao nhiêu người bị ép ra. Nửa tiếng sau, đám tơ màu vàng đang lan tràn nhanh chóng lui về bên trong sương mù dày đặc, sau đó rút vào bên trong cánh cửa màu vàng. Bí cảnh Thiên Cung cũng theo gót hai bí cảnh khác, dần dần không còn linh khí mờ mịt, biến thành một hang động dưới lòng đất khô cạn bình thường. Bên ngoài cực tiên mộ, Tô Vô Song phát hiện mất dấu mọi người. Phía trước chẳng những không thấy bóng dáng của Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm, thậm chí ngay cả vết tích con quái vật không biết kia cũng không nhìn thấy luôn. Vị trí của nàng là một mộ thất, nhưng không gian cực lớn, có thể tổ chức tiệc cho vạn người. Bên trong mộ thất lấy tông trắng làm chủ, bốn vách tường đều có hoa văn điêu khắc phức tạp, cũng có thể là cùng một loại văn tự. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, dù sao Tô Vô Song cũng chẳng biết chúng. Bởi vì không biết có cơ quan hay không, Tô Vô Song hơi dựa vào vách tường một bên, chậm rãi tiến vào bên trong mộ thất. Bốp bốp bốp. Lúc này, đằng trước truyền đến tiếng đánh nhau. Hạ Thiên. Tô Vô Song nhẹ giọng kêu một tiếng, kết quả tiếng vang bên kia ngừng lại. Bầu không khí bên trong mộ thất trở nên vô cùng yên tĩnh, hình như chỉ còn lại tiếng tim đập của Tô Vô Song mà thôi. Bịch 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 bịch. Không ổn. Tô Vô Song sờ lên ngực, phát hiện tim của mình không bị khống chế, càng lúc đập càng nhanh. Bất luận nàng điều tức như thế nào, nàng vẫn không cách nào bình tĩnh lại, giống như tim của nàng bị người khác khống chế. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, tim của ta sẽ bị nổ tung mất. Sắc mặt Tô Vô Song đỏ lên, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. Nàng không thể không dừng lại, thậm chí còn rút lui mấy bước. Khi nàng thối lui về phía sau,
tim của nàng đúng là dễ chịu hơn một chút. Vô thức, nàng lại rút lui thêm một bước, quả nhiên dễ chịu hơn một chút. Cứ như vậy, sau khi rút lui 7-8 bước, Tô Vô Song phát hiện nhịp tim của mình đã khôi phục như bình thường, chỉ là trái tim vẫn còn cảm giác bị trói buộc như có như không. Tô Vô Song là tu tiên giả, rất không thích cảm giác bị người khác khống chế. Nàng gia tăng thêm một đạo khí phòng ngự, uống thêm đan dược Dạ Ngọc Mị đã chuẩn bị cho mọi người trước đó, một lần nữa chậm rãi bước đến. Bịch bịch bịch. Quả nhiên, tim của nàng lại bắt đầu nhảy lên theo một tiết tấu quỷ dị. Tuy nhiên, nhờ có đan dược, nàng cũng không đến mức không cách nào chịu đựng được. Tô Vô Song dọc theo vách tường, bước nhanh đến góc rẽ. Nàng rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn nàng từ một bên khác của bức tường, giống như chỉ cần nàng dám vượt qua, tim của nàng sẽ nổ tung. Chết thì chết thôi. Tô Vô Song nghiến răng. Nếu nàng không dám nhìn thẳng vào nguy hiểm, nàng sẽ vĩnh viễn ở trong nguy hiểm. Phương pháp vượt qua sợ hãi tốt nhất, đó chính là trực diện nỗi sợ hãi. Nghĩ như vậy, Tô Vô Song lập tức vận phiếu miểu bộ, biến thành một mị ảnh, nhanh chóng vòng qua chỗ rẽ. Bù! Quả nhiên, một lưỡi đao từ chính diện lao đến, chém thẳng xuống đầu của nàng. Tô Vô Song đã sớm có dự liệu, hơi nghiêng người tránh đi một chảm kích như vậy. Ai biết được đằng sau lưỡi đao lại có thêm mấy sợi tơ màu vàng đính vào sau lưng của nàng, xuyên qua cơ thể, trói chặt trái tim nàng. Tiếp theo là một tiếng nổ nhẹ. Bốp! Tô sư tỷ, người tỉnh lại đi. Trong lúc hoảng hốt, Tô Vô Song nghe được tiếng gọi có chút quen thuộc. Âm thanh này là, Tô Vô Song mơ màng mở to hai mắt, đột nhiên phát hiện nàng đang ở trước một trận pháp cực lớn. Trong ngoài pháp trận, linh quang bức người. Sáng ngời bát phương. Có hơn 10 bóng người ngạo nghễ đứng bốn phía trận pháp. Những bóng người này vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ xa xôi. Đầu ta đau quá, tim cũng đau nữa. Tô Vô Song chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, có chút mơ hồ. Không phải vừa nãy nàng đã tiến vào cực tiên mộ sao? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Ở đây là ai vậy? Chẳng lẽ Hạ Thiên đã tìm đầy đủ người? Tuy nhiên, thoạt nhìn lại không giống như vậy. Cho dù tầm mắt của nàng vẫn không rõ ràng, nhưng nàng thấy số lượng nam nhân trong mười mấy người này nhiều hơn. Hay là nàng đã bị ma tộc tập kích? Suy nghĩ này cũng không phù hợp với tình huống trước mắt, bởi vì thái độ của những người kia đối với nàng mặc dù không giống nhau nhưng cũng không có định ý. Tô Vô Song, người đừng cố gượng ép như vậy. Một nam nhân biểu hiện kiêu ngạo tức giận khiển trách, thực lực của ngươi kém như thế. Lại còn báo danh làm gì, sớm trở về tu luyện thêm mấy năm nữa đi. Tô Vô Song đưa mắt nhìn người nói, bỗng nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin được quan kiếm hùng. Làm càn, quan kiếm hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vô Song, cực kỳ khó chịu, mặc dù ngươi lớn tuổi hơn ta, nhưng 10 tuổi ta đã nhập môn, là sư huynh của ngươi. Ngươi nên chú ý thái độ của mình. Tô Vô Song nhìn thấy người này xong. Không khỏi cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngươi không phải đã chết từ 12 năm trước sao? Ngươi nói bậy nói bạ gì đó? Quan kiếm hùng giận tím mặt. Không thể không nói, lời này xác thực khá mạo phạm. Cho dù người tốt tính nghe được cũng cực kỳ khó chịu, huống chi bản thân quan kiếm hùng là người âm tàn bất thường. Nữ nhân bên cạnh mặt mày lạnh nhạt, thần thái lãnh diễm, hơi nghiêng đầu nói khẽ câm miệng hết cho ta. Vâng. Quan kiếm hùng không dám nhìn thẳng ánh mắt nữ nhân kia, đành phải cúi đầu, dám cũng không dám thả một cái, nhưng nắm đấm lại nắm thật chặt sau lưng. Nữ hoàng bệ hạ, Tô Vô Song nhìn nữ nhân mặc cung trang, lập tức nhận ra. Đây không phải là nữ hoàng hoàng triều cơ thị cơ thanh ảnh sao? Cơ thanh ảnh hờ hững nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, Tô sư tỷ, tuy nói lần này đến dị giới có chút hung hiểm, nhưng cũng không thể nào hù ngã ngươi đến như vậy. Ta thấy ngươi mấy năm qua đều đóng cửa khổ tu nhưng tâm tính của ngươi quả thật cần ma luyện lại. Tô Vô Song nhất thời không biết ứng đối như thế nào, đành phải hàm hồ trả lời, đúng, đúng. Nam nhân mặc áo lam đứng gần nhất thấy Tô Vô Song mất hồn mất vía, không khỏi quan tâm, Tô sư tỷ, ngươi sao rồi? Ngươi là... Tô Vô Song quay đầu lại, phát hiện người này rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Thế nào, Tô sư tỷ không biết ta? Nam nhân áo lam khẽ cười một tiếng, thoải mái nói, nhưng cũng khó trách, ta nhập môn trễ nhất,
Tô sư tỷ cũng không hay ra ngoài, thành ra rất ít khi gặp mặt. Không đợi Tô Vô Song lên tiếng hỏi thăm, người này đã tự báo tính danh, sư đệ Lục Thanh Tranh xin ra mắt Tô sư tỷ. Lục Thanh Tranh, Tô Vô Song một lần nữa sợ hãi cả kinh, nếu nàng nhớ không lầm, 12 năm trước, tiểu tử này đã gặp vận rủi cùng với nàng, trong quá trình truyền tống gặp phải bất trắc, nhục thể vẫn diệt. Cũng may, sau khi nàng đoạt xá hồn phách an tâm ở trái đất, cũng không biết vận mệnh của vị sư đệ này như thế nào nữa. Nghĩ như vậy, Tô Vô Song bỗng nhiên ý thức được một vấn đề mấu chốt. Chẳng lẽ nàng đã trùng sinh? Trùng sinh về 12 năm trước, sư tôn phái bọn họ đến trái đất bắt Nguyệt sư tỷ. Khi còn ở trái đất, Tô Vô Song cũng thỉnh thoảng đọc qua mấy tiểu thuyết mạng, biết khái niệm trùng sinh và xuyên qua. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu nhìn những người còn lại, quả nhiên đều là người quen. Bạch Vân Sơn, Nam Cùng Yến, Hoàng Tĩnh Di, Hoa Hương Hương, Hàn Minh Phi, những người này xác thực đều là những người được Vấn Thiên Quân phái đến trái đất 12 năm trước. Trận pháp to lớn trước mắt chính là đại trận truyền tống giới vực Vấn Thiên Quân tốn gần 20 năm tinh lực mới chữa trị xong. Trong lòng Tô Vô Song bỗng nhiên run lên, lúc này, nàng có thể từ bỏ, không cần đến trái đất nữa. Nhưng khi suy nghĩ này lóe lên, trong đầu nàng không khỏi hiện lên gương mặt của Hạ Thiên. Những người trước mắt đều là những người Vấn Thiên Quân chỉ định nhất định phải tham gia hành động lần này, chỉ có duy nhất một mình nàng chủ động yêu cầu tham gia. Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đóng cửa khổ tu mấy chục năm cũng không có tiến bộ gì. Cộng thêm thù hận đè nén cả một khoảng thời gian dài không được phóng thích, nàng muốn mượn cơ hội đến dị giới tìm Nguyệt Thanh Nhã xem như du ngoạn, giúp bản thân giải sầu một chút. Lúc đó, bao gồm những người khác, nàng cũng không cảm thấy nhiệm vụ lần này có gì khó khăn, chắc chở cả. Đơn giản chỉ là truyền tống đến dị giới, sau đó tìm Nguyệt Thanh Nhã, đưa nàng trở về mà thôi. Nhưng bây giờ, Tô Vô Song đã biết được kết quả. Trong 12 người này, ngoại trừ nàng và cơ nữ hoàng, những người khác đều đã chết. À, còn có Nhiếp Tử Hùng mất tích, người này chính là Bách Thiên Lang giả mạo. Vừa nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nhớ lại, dường như nàng đã nghe đám người Hạ Thiên nhắc qua, trong đó có một người hình như là phân thân của Vấn Thiên Quân. Tô Vô Song vô thức quay đầu nhìn nam nhân lạnh lùng nãy giờ không lên tiếng. Tô sư tỷ, có việc gì sao? Nam nhân lạnh lùng dường như sớm cảm nhận được ánh mắt của Tô Vô Song, lập tức nhìn thẳng nàng mà hỏi. Tô Vô Song đành phải lắc đầu, không, không có. Thời gian cũng không còn nhiều, có thể bắt đầu rồi. Cơ Thanh Ảnh cũng phát hiện dị dạng của Tô Vô Song nhưng nàng cũng không để trong lòng. Trước mắt đang là nhiệm vụ quan trọng, nếu không thể kịp thời hoàn thành, đến lúc đó sư tôn trách xuống. Mọi người cũng không có quả ngon để ăn. Những người còn lại nghe Cơ Thanh Ảnh nói, trong lòng cũng cảm thấy căng lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thông qua đại trận truyền tống đến dị giới. Cũng không biết thế giới kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào, có những hạng người gì. Trong 12 người, có người ước mơ, có người khinh thường, có người lo lắng, có người lạc quan. Tâm trạng Lục Vô Song khá phức tạp. Nàng biết được tương lai sẽ là kết quả như thế nào nhưng nàng lại không có tư cách từ chối. Lúc này, Cơ Thanh Ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Vô Song, Tô sư tỷ, nếu ngươi không muốn đi thì có thể không đi. À, Tô Vô Song nghe xong, không khỏi ngẩn người. Tiếp theo, Cơ Thanh Ảnh chỉ Nhiếp Tử Hùng, ngươi cũng đừng đi. Cơ sư tỷ, vì sao vậy? Trên gương mặt Nhiếp Tử Hùng hiện lên sự kinh ngạc. Cơ Thanh Ảnh hoàn toàn không phản ứng đến hắn ta, đưa tay chỉ nam nhân lạnh lùng, ngươi cũng đừng đi luôn. Nam nhân lạnh lùng mặt không thay đổi hỏi ngược lại Cơ Thanh Ảnh, đây là trưởng môn an bài, ngươi chỉ cần chấp hành là được. Bù! Cơ Thanh Ảnh không nói hai lời, đầu ngón tay lật một cái, vận phiếu miểu bộ chụp về phía nam nhân lạnh lùng. Nam nhân lạnh lùng lấy làm kinh hãi, nhưng phản ứng của hắn ta cũng không chậm. Hắn ta nghiêng người tránh khỏi một trưởng này. Sau đó quay lại nói với Cơ Thanh Ảnh, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ra tay không lý do với ta, ngươi nên suy nghĩ làm sao giao phó với trưởng môn đi. Giết ngươi không cần phải giao phó với bất cứ ai. Cơ Thanh Ảnh vẫn dáng vẻ thanh lãnh như cũ, nhếch miệng khinh thường, còn không lộ ra nguyên hình sao? Ngươi cho rằng ta không biết. Nam nhân lạnh lùng nói, ngươi đừng nên hồ nháo,
mau thu lại tính tình của ngươi đi. Trả lời sai rồi. Cơ Thanh Ảnh lấy ra một thanh đoản kiếm, mang theo kiếm khí liên miên không dứt, dùng tốc độ cực nhanh đâm tới. Cơ sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Minh Phi và Bạch Vân Sơn đều đồng loạt ra tay giữ lấy kiếm của Cơ Thanh Ảnh, nhắc nhở, ngươi điên rồi sao? Hắn ta là sư đệ của chúng ta, tự tiện giết đồng môn, ngươi sẽ bị luận xử theo môn quy, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Cơ Thanh Ảnh cười nhạt, sư đệ, vậy ngươi có biết hắn ta tên gì không? Hắn ta tên, Bạch Vân Sơn và Hàn Minh Phi không khỏi nhìn nhau, đúng là không nhớ nổi. Cho nên, hắn ta chính là gian tế. Cơ Thanh Ảnh nhấc kiếm chỉ vào nam nhân lạnh lùng, trong cơ thể hắn cất giấu một linh hồn khác, hơn nữa tu vi không thấp, lại cố ý che giấu, nhất định là có âm mưu. Nếu để hắn ta đi cùng với chúng ta, ai biết hắn ta có thể gây bất lợi cho chúng ta hay không? Nghe xong, mọi người ngược lại đồng ý với thuyết pháp của Cơ Thanh Ảnh. Đủ rồi. Nam nhân lạnh lùng bỗng dưng thả ra khí thế lẫm liệt, gương mặt hiện lên sự uy nghiêm vô thượng. Sự uy nghiêm này khiến những người có mặt cảm thấy vô cùng quen thuộc, chính là trưởng môn đương đại của Phiếu Miểu Tiên Môn, người mạnh nhất Tiên Vân Đại Lục, sư tôn của bọn họ Vấn Thiên Quân. Sư tôn. Hoa Hương Hương kinh ngạc hỏi, vì sao người, đám người Bạch Vân Sơn cũng khiếp sợ không thôi, không biết vì sao Vấn Thiên Quân lại ký thân vào cơ thể đệ tử trong môn, ý đồ cùng bọn họ đến dị giới, rốt cuộc ông ta có tính toán gì? Không cần hỏi nhiều. Các người cứ theo kế hoạch làm là được. Nam nhân lạnh lùng cau mày, trận pháp đã mở ra, 3-4 người một tổ, đến lúc đó tách ra tìm người, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Những người còn lại không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể làm theo. Gương mặt Tô Vô Song tràn ngập mờ mịt, bởi vì chuyện năm đó hoàn toàn không phát triển như thế này. Tô Vô Song, ngươi còn lo lắng chuyện gì? Nam nhân lạnh lùng nhìn Tô Vô Song, nếu ngươi không muốn đi, người có thể xuống núi. Ánh mắt như vậy khiến cho Tô Vô Song hãi hùng khiếp vía. Sư tôn, ta, nhất thời Tô Vô Song có chút không phân rõ hiện tại là mộng hay là những gì mà nàng trải qua những năm vừa rồi là mộng. Nàng muốn nhấc chân bước đến trận pháp, kết quả nàng phát hiện cơ thể của mình bỗng nhiên nặng ngàn tấn, ngay cả chân cũng nhấc không nổi. Vậy thì ngươi đừng đi. Nam nhân lạnh lùng chỉ cho Tô Vô Song chưa đến 2 giây đã hừ lạnh một tiếng, cùng với những người khác lần lượt bước vào trong trận pháp. Trong lúc tất cả mọi người bước vào trong trận pháp, bỗng nhiên một luồng kiếm quang từ nơi nào bay đến chém trúng đại trận. Đại trận truyền tống lập tức băng loạn, người trong trận cũng phát ra tiếng kêu. A, a. Sau đó là vài tiếng kêu thảm không rõ ý vị. Bành. Một lát sau, trận pháp to lớn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng cực kỳ bỏng mắt, sau đó là một tiếng nổ chấn thiên động địa. Tô Vô Song bất ngờ không đề phòng, cả người bị một luồng cương phong thổi tới cuốn vài dặm có hơn. Đại trận kia, bao gồm cả ngọn núi đều bị san thành đất bằng. Nàng thậm chí tận mắt nhìn thấy những người trong trận bị đốt thành một sợi khí tức màu đen, lập tức tiêu tán trống không. Trong chớp mắt tiếp theo, một chấn động cực kỳ khủng bố truyền ra, liên đới toàn bộ Phiếu Miểu Tiên Môn bị oanh thành phế tích. Bốn phía là một mảnh hỗn độn. Đầy bụi đất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cảm thấy trái tim của nàng siết chặt, bắt đầu kịch liệt nhảy lên, giống như một giây sau sẽ nổ tung. Trong lúc nàng có chút không chịu nổi. Bỗng nhiên, một luồng khí tức thanh lương được rót vào trong cơ thể của nàng, đè xuống sự sợ hãi và bất an đang dâng lên trong lòng nàng. Tiếp theo. Một tiếng cười hì hì vang lên, nàng gặp ác mộng sao? Người đến chính là Hạ Thiên. Hắn vịn eo Tô Vô Song, biểu hiệu trên gương mặt lộ ra vẻ giảo hoạt đặc biệt. Tô Vô Song chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt Hạ Thiên, tâm trạng của nàng nhanh chóng thả lỏng. Vừa rồi quả nhiên chỉ là mộng cảnh. Mộng sở dĩ là mộng bởi vì nó có một thuộc tính mê hoặc quỷ dị. Bất luận kịch bản của nó không hợp thói thường đến cỡ nào. Khi người đang ở trong mộng, người cũng không cách nào vận dụng logic bình thường để tách mình ra, vô thức xem nó là thật. Nhưng sau khi người tỉnh lại từ trong giấc mộng, người sẽ phát hiện giấc mộng vừa rồi hoàn toàn là nói nhảm. Hiện tại, Tô Vô Song chính là cảm giác này, trong lòng thoáng có chút xấu hổ. Nàng lại bị loại mộng ảo nông cạn này lừa gạt, thiếu chút nữa giao cả mình ra luôn.
Tại sao chàng lại ở đây? Gương mặt Tô Vô Song hiện lên sự nghi ngờ, chàng là người đầu tiên vào đây. Ta đuổi theo con quái vật kia, rồi đuổi tới nơi này. Hạ Thiên dùng tay bóp nhẹ eo Tô Vô Song mấy lần, eo của nàng rất khỏe, còn tốt hơn cả tiểu muội chân dài, vì sao thế? Tô Vô Song cảm nhận hai bàn tay kia di chuyển không theo quy củ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, có thể là do luyện tập nhiều. Bởi vì thiên phú của nàng rất thấp, năm đó nàng gia nhập phiếu miểu tiên môn cũng chỉ là bảo mệnh. Khi ở phiếu miểu tiên môn, nàng cũng không được coi trọng. Nếu nàng không liều mạng khổ luyện, vận mệnh nghênh đón nàng rất có thể là bị phiếu miểu tiên môn đuổi ra khỏi cửa, sau đó bị giết chết dưới tay Cửu gia. Tô Vô Song ngày đêm khổ luyện, bất luận là nội công tâm pháp hay là quyền cước võ thuật, nàng đều dốc hết toàn lực, luyện đến khả năng cực hạn của nàng. Cũng chính vì thế, mệt mỏi không chịu nổi cuối cùng tích lũy lại. Sau khi nàng trở thành an tâm, nàng mới quay trở lại bình thường. Điều này rất tốt, nhưng nàng không thể luyện quá mức. Hạ Thiên có chút yêu thích không buông tay, cười hì hì nói, bây giờ nó cứng hơn một chút, có thêm chút thịt, xúc cảm sẽ tốt hơn. Tô Vô Song im lặng, người này đúng là không cứu nổi, chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến phương diện kia. Nàng thật sự không muốn đi quá sâu vào chủ đề này, đành phải nói sang chuyện khác những người khác đâu. Không biết. Hạ Thiên lắc đầu, ta tìm được nàng trước. Về phần những người khác, chúng ta vừa đến trung tâm mộ thất vừa tìm. Tô Vô Song không có ý kiến, mục đích cũng như nhau thôi. Cho dù tìm không thấy, bọn họ cũng sẽ đến trung tâm mộ thất. Cũng không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Nàng không cần lo lắng. Bọn họ không phải là trọng điểm. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vô Song, ta ở đâu, nguy hiểm sẽ ở đó. Hắn nói rất hời hợt, giống như đang nói về một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng Tô Vô Song biết rất rõ bên trong ẩn chứa bao nhiêu gió tanh mưa máu, liều mạng tranh đấu như thế nào. Bản lãnh gây họa của Hạ Thiên xác thực vô song, kết xuống cửu nhân đếm mãi không hết. Người có thể tiến vào cực tiên mộ khẳng định không phải dạng người hời hợt. Đa số đều hiểu một đạo lý cơ bản, trực tiếp đánh với Hạ Thiên rất có thể là sinh tử khó liệu. Nhưng nếu động vào nữ nhân của hắn, người đó chắc chắn sẽ phải chết. Đối thủ mấy năm qua của Hạ Thiên đã chứng minh một đạo lý, càng là người không có bản lãnh thì lại càng thích chơi những thủ đoạn vô vị. Cao thủ chân chính có tự tôn đều thích chính diện đánh bại đối thủ. Ví dụ như Hạ Thiên. Hắn chỉ thích đối cứng chính diện, quyền đối quyền, cước đối cước. Đương nhiên, nếu ngươi dùng âm mưu, Hạ Thiên cũng không thèm để ý, càng chơi âm hơn so với kẻ địch. Thế thì đi thôi. Tô Vô Song thu liếm tâm trạng, chậm rãi đẩy Hạ Thiên ra, đừng ở đây trì hoãn thời gian nữa. Hạ Thiên cũng không buông Tô Vô Song ra, chỉ thuận thế đỡ nàng, sau đó ôm nàng tiến về phía trước. Chàng! Tô Vô Song vùng vẫy một hồi. Phát hiện không có tác dụng gì, cũng liền theo hắn rời đi. Đi chưa được mấy bước, vừa mới bước qua chỗ rẽ, Tô Vô Song đã đến một bồn hoa cực lớn. Có thể bởi vì không có ai quản lý, bồn hoa đã bị tàn phá, cỏ dại mọc rậm rạp trong bồn, cây cối cũng mang dáng dấp cực kỳ đáng sợ. Rễ cây giống như xúc tu đâm vào sàn nhà, đồng thời khắc vào trong vách tường. Một số bông hoa đủ mọi màu sắc mọc ra từ những thứ vụn vặt đó. Khiến cho không khí sinh động hơn một chút. Nàng bị trúng thứ hoa độc này đấy. Hạ Thiên thấy ánh mắt của Tô Vô Song nhìn những đóa hoa, lập tức giải thích, mặc dù không biết hoa này tên gì, nhưng hẳn có thể tạo thành ảo giác cho con người. Tô Vô Song ngẩn người, gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Hạ Thiên đương nhiên biết vì sao Tô Vô Song lại không rõ, bởi vì nàng là tu tiên giả, 12 năm trước đã là kim đan kỳ, độc bình thường rất khó có hiệu quả đối với nàng. Cái mà nàng nghi ngờ chính là cái này. Vợ Vô Song, chẳng lẽ nàng chưa từng gặp qua loại hoa này? Hạ Thiên mỉm cười, thuận miệng nói, nó nhất định không phải vật ở trái đất. Tô Vô Song lắc đầu, ở Tiên Vân Đại Lục cũng không có. Vậy có thể là đến từ dị giới khác? Hạ Thiên thuận miệng nói, có thể là loài hoa độc nhằm vào tu tiên giả, hơn nữa còn trong tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị mới có tác dụng. Bây giờ nàng ngửi cũng sẽ không có chuyện gì. Tô Vô Song nghe Hạ Thiên nói, liền tiến tới ngửi một chút, ngửi được một mùi hương khí nhàn nhạt nhưng bên trong sự nhàn nhạt đó lại là một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên,
trước một giây ngửi ra được mùi vị nồng đậm đó, tinh thần của nàng đã run lên, vô thức vận linh khí bài xuất mùi thơm này ra khỏi cơ thể. Đúng là như vậy. Tô Vô Song đã hiểu ra, quả thật có chút thần kỳ. Sương mù trước mặt hẳn dùng để mê hoặc người tiến vào. Bằng không, loại hương khí này ngay từ ban đầu sẽ không cách nào phát huy được tác dụng. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Hạ Thiên cũng không tán đồng cách nói này. Hắn nhếch miệng, chỉ là một bài trí nhàm chán mà thôi. Đối với chàng mà nói, chỉ cần không phải trực tiếp đánh nhau, tất cả đều là bài trí. Tô Vô Song có chút buồn cười nói. Thì vốn là vậy mà. Hạ Thiên nhún vai, nàng định chơi tâm nhãn với một con kiến sao? Tô Vô Song vô thức trả lời, đương nhiên là không, cứ trực tiếp giẫm chết là được. Hạ Thiên cười nói, thế chẳng phải đúng rồi à? Chàng nói đúng. Tô Vô Song biết Hạ Thiên nói vậy là có ý gì nhưng nàng biết nhân tính phức tạp, có đôi khi cho dù đạo lý rất đơn giản nhưng cũng không phải tất cả đều tuân theo. Nhưng mấy chuyện này không cần thiết phải tranh cãi với Hạ Thiên. Lúc này, từ trong đám sương mù đằng xa hiện ra một bóng người, nở nụ cười thâm trầm, không sai, sâu kiến thì không cần coi trọng, cứ trực tiếp giẫm chết là được. Là ai? Tô Vô Song ngẩng đầu nhìn người kia, phát hiện người này thân hình đứng thẳng, hẳn là một người trẻ tuổi. Là ai cũng không quan trọng. Người đối diện khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, giống như các ngươi, ta đến tầm bảo. Đã có duyên gặp nhau, mọi người kết giao bằng hữu, như thế nào? Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, ngay cả tên họ cũng không dám nói ra, người không xứng làm bạn với ta. Tính danh quan trọng lắm sao? Người kia lắc đầu, tiếng cười vẫn lạnh nhạt như cũ, tiến vào cực tiên mộ, mọi người chân thành hợp tác với nhau, sau đó theo nhu cầu lấy vật mình muốn, rồi đường ai nấy đi, chỉ thế thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, thứ mà ta muốn, tự ta sẽ lấy, không cần hợp tác với bất cứ người nào. Người xác thực có bản lãnh đó. Người kia khẽ gật đầu, tự nhiên nói, nhưng nữ nhân của ngươi rất nhiều. Nếu tập hợp cùng một chỗ, các ngươi sẽ là vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ các ngươi lại phân tán, nguy hiểm của những người khác, ngươi có thể bỏ mặc sao? Hạ Thiên nói, ngươi muốn chết thì có thể trực tiếp báo danh, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thật ra, hợp tác với chúng ta, đối với ngươi trăm lợi không có một hại. Người kia thật sự không hiểu thái độ của Hạ Thiên, tại sao ngươi lại phải từ chối chứ? Vậy tại sao ta lại phải đồng ý? Hạ Thiên thuận miệng hỏi ngược lại. Người kia có chút tiếc nuối lắc đầu, mặc dù đã sớm đoán được sẽ là như thế, nhưng ta vẫn rất thưởng thức ngươi. Cho nên ta mới cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, ngươi lại không biết trân quý. Thật ra, ta cũng rất tò mò. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra sự khinh thường. Vì sao đám ngớ ngẩn các ngươi lại cứ thích chạy đến trước mặt ta tìm chết chứ? Người kia bỗng nhiên không kềm được, cười ha hả thật thú vị. Cho nên, kết quả vẫn phải là dùng nắm đấm để quyết định đúng sai. Không phải đúng sai mà là sinh tử. Hạ Thiên nghiêm túc chỉ đối phương, người chết. Tô Vô Song nhẹ giọng nhắc nhở Hạ Thiên, người này rất có thể sẽ dùng thủ đoạn gì đó. Hạ Thiên khinh thường nói, vợ Vô Song, nàng không cần sợ. Thủ đoạn gì cũng không sánh nổi nắm đấm. Vậy thì trực tiếp đến đi. Người đối diện cười nhạo, hai tay đưa ra phía sau, ta có một tuyệt chiêu tất sát, sẽ để ngươi mở mang tầm mắt. Lời còn chưa dứt, người kia đã đến trước mặt Hạ Thiên, giống như quỷ mị. Tuy nói khoảng cách ban đầu giữa người này và Hạ Thiên không ngắn, nhưng cũng không thể trong tình huống không có báo trước đã rút ngắn khoảng cách. Điều này nói rõ người kia rất lợi hại. Xúc thành địa thốn. Tô Vô Song giật mình, đây chính là bí mật bất truyền của phiếu miểu tiên môn. Chẳng lẽ người kia là người của phiếu miểu tiên môn? Không thể nào. Sau khi Vấn Thiên Quân chết, trong môn đã sớm được dọn dẹp một lần. Huống chi đám người Nguyệt Thanh Nhã vẫn còn ở Tiên Vân Đại Lục, thành ra không có khả năng phái người đến. Phản ứng của Hạ Thiên khá nhanh, giống như đã sớm có đoán trước, trong nháy mắt người kia vọt đến trước mặt, nắm đấm đã oanh đến. Bành! Nắm đấm đập ngay chính giữa. Tuy nhiên, khi cơ thể người kia bị đánh tan, thì ra chỉ là một tàn ảnh. Thú vị! Âm thanh người kia vang lên sau lưng Hạ Thiên, tiếp theo một đạo kiếm khí chém về phía hắn. Hạ Thiên vận phiếu miểu bộ, nhanh chóng quay người đón nhận đạo kiếm khí. Bốp!
kiếm khí vỡ nát nhưng lại hóa thành vô số kiếm mang nhỏ vụn, giống như chảo dầu bắn tung tóe. Tô Vô Song cũng không thể không né tránh đám kiếm mang kia. Không chịu ngừng đúng không? Hạ Thiên hơi khó chịu, đầu ngón tay sáng lên ngân châm, sử dụng châm ngoại châm. Ngân châm đi tới, lập tức tụ thành một vòng xoáy linh khí, cuốn hết toàn bộ toái kiếm. Thật sự rất thú vị. Thân hình người kia bỗng nhiên xuất hiện phía trên Hạ Thiên, dùng tay ấn vào đầu hắn, đáng tiếc, ngươi đã thua. Tướng quân, nước cờ của ngươi đã thua. Thua cái đầu ngươi đấy. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy khó chịu, chộp vào cổ tay người kia ném như ném rắn, quật cả người hắn ta xuống mặt đất thật mạnh. Bành! Một tiếng vang vang lên, người kia ngã đến thất điên bát đảo. Ngươi thích bay như thế, ta sẽ để cho ngươi bay đủ. Hạ Thiên một tay vứt người kia, sau đó siết chặt nắm đấm, một trận loạn quyền giữa không trung. Bành bành bành, người kia vừa rơi xuống đã bị nắm đấm của Hạ Thiên đánh trúng, lại tiếp tục bay lên. Lại rơi xuống, lại bị nắm đấm Hạ Thiên đánh bay. Tới lui 7-8 lần như vậy, xương cốt toàn thân người kia bị đánh nát, cũng không còn miếng thịt ngon nào, ngũ tạng lục phủ đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh như vậy đã không chịu nổi, đúng là phế vật. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng lười chơi nữa, một cước đạp bay người kia ra ngoài, phá vỡ mấy bức tường, bị đống đá vụn vùi dưới đáy. Chàng không muốn hỏi người kia là do ai phái đến sao? Tô Vô Song liếc về phía người kia, sau đó quay sang hỏi Hạ Thiên, hắn ta biết Phiếu Miểu Bộ, nói không chừng hắn ta cũng có quan hệ với Phiếu Miểu Tiên Môn. Có quan hệ thì như thế nào? Hạ Thiên khinh thường nói, ta chẳng quan tâm hắn ta là ai, đằng sau là người nào, có liên quan gì với Phiếu Miểu Tiên Môn hay không, chỉ cần hắn ta dám chọc ta và nữ nhân của ta, trực tiếp xử lý là được, hỏi nhiều như vậy làm gì. Tô Vô Song lắc đầu, nhưng nàng cũng biết rõ đây chính là phong cách hành xử của Hạ Thiên. Tuy nhiên, xét theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng không sai. Có một số việc không cần thiết phải hỏi nhiều. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ lãng phí thời gian, nói không chừng còn trúng âm mưu quỷ kế của người khác. Chỉ bằng cứ trực tiếp một chút, mặc kệ địch nhân muốn làm gì, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, thẳng tay giải quyết là được. Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, cuối cùng cũng cần có người chấp hành. Người chết rồi, cho dù thần cơ diệu toán cũng vô dụng. Ha ha ha, người kia đột nhiên từ trong đống đá vụn bò lên, cả người co rúm như cương thi. Hắn ta chậm rãi đứng thẳng, trên gương mặt bị tàn phá nở nụ cười quái dị. Có chút thú vị. Người kia chớp chớp cặp mắt đã rơi ra khỏi hốc mắt, cuống họng vỡ vụn phát ra âm thanh chói tai, Hạ Thiên, người đúng là thú vị. Ta đã nhận được một số tin tức nhưng vẫn còn chưa đủ. Người hẳn cũng chưa dùng hết toàn lực. Đối phó loại ngớ ngẩn như ngươi còn cần dùng toàn lực sao? Hạ Thiên nhếch miệng nói. Tô Vô Song nhìn thấy người này. Có cảm giác tê cả da đầu, hắn ta không ổn, hoàn toàn không phải người. Hắn ta dĩ nhiên không phải người rồi. Hạ Thiên hờ hững trả lời, người, vừa nãy đã chết rồi. Ta đích thật không phải người. Vết thương người kia chậm rãi khép lại, nhưng sự khép lại này hoàn toàn không giống người sống, lại càng giống huyết nhục dung hợp với nhau hơn, một lần nữa tạo thành hình dáng. Tuy nhiên, hình dáng được tái tạo lại không giống như vừa rồi. Hắn ta hình như có chút giống với Quan Kiếm Hùng. Tô Vô Song nhìn chằm chằm người này một hồi, bỗng nhiên có phát hiện ngoài ý muốn, 12 năm trước, trong những người Vấn Thiên Quân phái đi có hắn ta. Ta biết nàng nói là ai. Hạ Thiên nói, nhưng chỉ giống một chút mà thôi, nhưng chỗ khác thì không hề giống. Miệng giống với Hàn Minh Phi. Tô Vô Song lại phát hiện thêm một điểm dị dạng, lỗ tai là của Hoa Hương Hương, ta nhớ rất rõ vành tai đó. Người kia thở dài, cũng lười che giấu, trực tiếp ngả bài, không sai, các ngươi đều nói đúng hết. Bởi vì ta do một đống người khâu lại, trong cơ thể của ta có Quan Kiếm Hùng, cũng có Hoa Hương Hương, còn có Nam Cung Yến. Không ngại nói cho ngươi biết, trước khi ta đến, ta còn cố ý giết luôn Lục Thanh Chanh, sau đó nuốt thi thể hắn ta vào luôn. Tô Vô Song lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia, rốt cuộc ngươi là ai? Ta! Người kia cười ha hả, người hỏi là cơ thể hay là ý thức, hay là cái gì khác nữa. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, bất thừa nước đục thả câu ở đây đi.
ngươi thích nói thì nói, không thì thôi. Vậy ta sẽ ngầm thừa nhận các ngươi hỏi linh hồn của ta. Người kia lặng lẽ nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, thật ra ta cũng không biết ta là ai. Đầu óc của ta quá hỗn loạn, có đôi khi ta cho rằng ta là Phó Bình Quang, nhưng Phó Bình Quang chỉ là một người bình thường, trong đầu còn sót lại chính là ý thức của Vấn Thiên Quân. Hình như nói đến cao hứng, hắn ta lại tiếp tục nói, nhưng ý thức Vấn Thiên Quân lưu lại không nhiều. Quan Kiếm Hùng có một phần, Hàn Minh Phi có một phần, Bạch Vân Sơn có một phần. Hạ Thiên lười nghe người này nhiều lời, được rồi, im lặng rồi sau đó đi chết, chết một cách triệt để, đừng có như xác chết vùng dậy nữa, không cần thiết phải như vậy đâu. Ha ha ha, người kia nhếch môi, lộ ra một cái miệng đầy răng không đồng đều, màu sắc khác nhau, nhìn cực kỳ buồn nôn, thật ra một phần cơ thể của ta là Tiêu Vô Địch. Cái này khó lấy nhất, bị ngươi chôn dưới đáy biển, phí hết một tháng mới moi ra được. Nói nhảm cả nửa ngày. Mặt Hạ Thiên không thay đổi nhìn hắn ta, ngươi cảm thấy ta sẽ hứng thú với những lời này của ngươi sao? Hay là sợ hãi? Không không không. Người kia lắc đầu, nụ cười càng thêm quỷ dị, ta thật ra đang muốn cảm ơn ngươi, dựa vào những người mà ngươi đã giết mới có ta ngày hôm nay. Dù sao những người ngươi giết đều là cường giả, bên trong thi thể của bọn họ còn sót lại oán khí cực lớn. Oán khí đó chính là chất dinh dưỡng tuyệt hảo của ta. Tô Vô Song lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Nói một hồi, ngươi cũng không xưng tên của mình ra. Hai, tên chẳng qua chỉ là danh hiệu mà thôi. Người kia lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài, chậm rãi nói tiếp, nếu các ngươi nhất định phải cho ta một xưng hô, ta hy vọng sẽ là người báo thù. Tô Vô Song tức giận nói, tại sao ngươi không gọi mình là Liên Minh Chính Nghĩa luôn đi? Người kia lắc đầu, không. Chính nghĩa không hợp với bát tự của ta. Ta chẳng quan tâm ngươi là người báo thù hay là người muốn chết. Hạ Thiên thản nhiên nói, muốn đánh nhau thì đánh lẹ đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta nữa. Người kia cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta để mắt đến ngươi sao? Không hứng thú. Hạ Thiên đáp, ánh mắt người nọ tràn đầy ý vị thâm rợt tường. Hắn ta chậm rãi nói, vậy thì ta lại càng muốn nói. Thật ra ta muốn nhất chính là cơ thể của ngươi, linh hồn của ngươi. Ta thật sự rất muốn biết rốt cuộc ngươi được cấu tạo như thế nào, càng muốn biết vì sao ngươi lợi hại đến như vậy. Trong đối thủ của ngươi, rõ ràng có rất nhiều người cảnh giới cao hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, thực lực cao hơn ngươi, nhưng cuối cùng đều thua ngươi một cách khó hiểu. Điều này khiến cho ta nghĩ mãi mà không rõ, rất muốn biết được đáp án. Hạ Thiên tùy ý nói, đáp án rất đơn giản. Bởi vì ta chính là vô địch thiên hạ. Đây không phải đáp án. Người kia nói, chỉ cần ta có thể nuốt cơ thể của ngươi, phân tích linh hồn của ngươi, ta tất nhiên sẽ có được đáp án chân chính. Khi nói ra những lời này, cơ thể của hắn ta bỗng nhiên tản ra một chút khí tức màu đen, lại có vô số thứ giống như gân lạc, mạch máu giấu bên trong hắc phụ. Ngớ ngẩn. Hạ Thiên lười nói thêm câu nào, nắm chặt nắm đấm vọt đến trước mặt người kia. Đối đầu của hắn chính là một quyền. Bành! Huyết nhục người kia trong nháy mắt băng tán, vô số chi nát rơi lả tả trên mặt đất, máu me đầm đìa. Nhưng những sợi gân giống như xúc tu nhanh chóng quấn lấy Hạ Thiên, rất nhanh dệt thành một tấm lưới, từ lưới biến thành vải, sau đó lại biến thành một cái kén màu đỏ. Chỉ chưa đến một giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã biến thành vật trong kén. Cái kén màu đỏ dần dần dung nhập vào trong sương mù màu đen. Dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tô Vô Song ngưng lại, lấy ra một lá bùa, tiện tay đốt thành tro. Tiếp theo, bên trong cho tàn bay ra một thanh đoản kiếm. Vù! Tô Vô Song vận phiếu miểu bộ vọt đến trước mặt Hạ Thiên, một kiếm chém vào cái kén màu đỏ càng lúc càng lớn kia. Mấy chục sợi gân màu đỏ bị cắt đứt. Nhưng rất nhanh lại có những sợi tơ mới quấn lại. Ha ha, vô dụng thôi. Người kia đứng im tại chỗ, cơ thể dùng dần dần gầy đi, mơ hồ biến thành khung xương, thôn thi huyết nguyệt kén của ta cũng không dễ phá như vậy đâu, ít nhất ngươi sẽ không phá được. Tô Vô Song hừ lạnh một tiếng, cũng không dừng tay, sử dụng một môn kiếm pháp đã lâu không dùng của phiếu miểu tiên môn, tế vũ kiếm quyết. Khoát tay, mũi kiếm như lưới, mật dệt như mưa. Nhưng công kích không phải cái kén màu đỏ mà là người kia. Người kia không đón đỡ.
vừa cuồng thiếu không ngừng vừa xê dịch né tránh, miệng còn lẩm bẩm, Tô Vô Song, người không đụng được đến nửa sợi lông của ta đâu. Không muốn chết thì thừa dịp này chạy trốn đi. Trốn cái đầu ngươi đấy. Tô Vô Song cười nhạo, ngươi đã không dám đón đỡ kiếm của ta, nói rõ ngươi vẫn có nhược điểm, giết ngươi không khó. Mắt người kia sáng lên một vòng sát khí lạnh lùng, đám nữ nhân các ngươi đi cùng với Hạ Thiên, dường như cũng trở nên tự đại giống hắn. Ta lại cảm thấy càng tự tin hơn. Tô Vô Song nghiêm túc nói, tiếp tục công kích người kia. Tự tại phi hoa, tùy phong tiềm giả, tàn vân sơ nguyệt, vô số kiếm chiêu, liên miên bất tuyệt. Giữa không trung, kiếm khí bành trướng như nước thủy triều, hòa tan không ít sương mù màu đen. Tô Vô Song, người cần gì chứ? Thân ảnh người nọ rút vào trong hắc vụ, tiếng cười vẫn quanh quẩn không dứt như cũ, thật ra ngươi hoàn toàn không thích Hạ Thiên, không phải người cùng một đường với hắn. Ta đang giúp ngươi giải thoát đấy. Chỉ cần Hạ Thiên vừa chết, chẳng phải ngươi sẽ thu được tự do, không ai can thiệp ngươi nữa, càng không ai ép buộc ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do tự tại, vô cầu vô a. Lời còn chưa nói hết, mũi kiếm đã lọt vào trong hắc vụ, đâm thẳng vào hốc mắt của hắn ta. Ngươi nói, ta đã định vị được ngươi. Tô Vô Song đang định thừa thắng truy kích, cơ thể người kia lại biến thành mảnh vỡ. Dung hợp tại một chỗ khác đúng là khiến người ta phải thất vọng. Ban đầu, ta nể tình đồng môn, dự định tha cho ngươi một con đường sống. Bây giờ, là ta tự mình đa tình. Đã như vậy, ngươi cũng hãy trở thành một phần cơ thể của ta đi. Tô Vô Song cũng không trả lời, rút kiếm lui về. Quả nhiên, một giây sau, đã có mấy chục sợi gân từ trong hắc vụ bay ra, chộp đến vị trí vừa nãy của nàng. Ngươi trốn thì cứ trốn đi. Để xem ngươi có thể trốn bao lâu, có thể trốn bao xa. Người kia cười hắc hắc, Hạ Thiên chẳng mấy chốc sẽ bị ta tiêu hóa hết. Tô Vô Song thản nhiên nói, ngươi nên lo lắng cho mình đi. Ngươi sắp chết rồi đấy. Hạ Thiên còn chưa phải đối thủ của ta, ngươi thì tính là cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Nghe Tô Vô Song nói, người kia không khỏi nhướng mày, lộ ra vẻ khinh miệt. Hắn ta nhẹ nhàng khoát tay một cái. Bên trong hắc vụ nồng đậm ngưng ra mấy chục kiếm khí màu đen. Đi! Người kia khẽ quát một tiếng, điểm chỉ Tô Vô Song. Mật vân bất phũ. Tô Vô Song mở to mắt, vũ động đoản kiếm trong tay, chém ra liên tục kiếm khí, như từng tầng mây đen ngăn cản đám kiếm khí màu đen. Hừ, người cứ tiếp tục chống đỡ đi. Người kia cũng không vội, chỉ cần hắc vụ không tiêu tán, đám kiếm khí màu đen có thể sản sinh không ngừng. Huống hồ, mục đích chủ yếu của hắn ta chính là kéo dài thời gian để tiêu hóa cơ thể Hạ Thiên và linh khí trong cơ thể hắn. Tô Vô Song đương nhiên cũng biết người này muốn làm gì, nhưng đám kiếm khí màu đen quá đáng ghét, nhất thời nàng không có biện pháp giải quyết, chỉ là trong lòng âm thầm cảm thấy sốt ruột. Ha ha, Hạ Thiên, ta chỉ cần tiêu hóa cơ thể và linh khí của ngươi, thậm chí linh hồn, ta sẽ biết được bí mật vô địch của ngươi. Âm thanh của người kia thỉnh thoảng vang lên trong hắc vụ, mỗi câu mỗi chữ đều nghĩ cách tiêu hao ý chí của Hạ Thiên, ngươi không cần giãy giụa. Chờ ta tiêu hóa xong, ngươi chính là ta chính là ngươi, cả hai chúng ta đều có lợi. Nhưng Hạ Thiên bên trong kén đỏ cũng không hề đáp lại nửa câu. Im lặng cũng vô dụng thôi. Người kia thấy Hạ Thiên không hề có phản ứng, ý cười lại càng đậm, ngươi không thay đổi được kết cục đâu, chỉ cần chúng túy thi kén của ta. Không ai có thể trốn được, hãy ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của mình đi. Như vậy, ta còn có thể cho phép ngươi giữ lại một phần ý chí. Vù! Bỗng dưng một đạo kiếm khí từ đằng xa dâng trào đến, đâm trúng đầu người nọ. Bốp! Đầu người bị lập tức bị kiếm khí chém thành hai nửa, tùy thời tiêu tán không thấy. Không sao! Chưa đến một giây, bên trong hắc vụ lại ngưng ra một cái đầu mới, chỉ là hình dáng không giống. Bù! Lại một đạo kiếm khí bay tới đâm thẳng vào chính giữa cái đầu. Sau mấy lần liên tiếp, người kia tức giận không thôi, ánh mắt nhìn Tô Vô Song cũng tràn đầy sát khí, vốn ta còn định giữ ngươi sống thêm mấy phút, ai biết được ngươi nhất định muốn chết. Đã như vậy, ta sẽ tiễn ngươi lên đường làm bạn với Hạ Thiên. Kiếm tụ vạn thiên! Hắn ta quát một tiếng, mấy chục đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt tụ cùng một chỗ, biến thành một thanh cự kiếm dài 7-8 trượng. Chảm nát nàng ta cho ta. Người kia cắn răng,
bóp kiếm quyết chém về phía Tô Vô Song. Vừa rồi, Tô Vô Song huy kiếm liên tiếp chính là muốn thăm dò sâu cạn của người này. Bây giờ nàng đã biết đại khái rồi. Người này có chút lợi hại nhưng thật ra ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ. Cự kiếm như núi nhưng tốc độ không hề có một chút trì trệ, ngược lại còn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Vô Song. Sao? Ban đầu, Tô Vô Song muốn né tránh nhưng vừa mới động, nàng phát hiện mình đã bị khí cơ khóa chặt. Nếu nàng tránh vào lúc này, ngược lại sẽ bị cự kiếm chém trúng. Bởi vì, khi người tránh, vừa lúc phòng ngự yếu nhất. Tô Vô Song đành phải nhấc thanh đoản kiếm, vận linh khí bên trong cơ thể đón nhận cự kiếm. Đang! Hai kiếm tấn công, kiếm khí cũng lập tức vỡ vụn, bay tán loạn bốn phía. Hừ, cũng có chút bản lãnh đấy. Người kia ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Tô Vô Song lại có thể chống đỡ được một kiếm này của hắn ta, nhưng hắn ta cũng không thèm để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục huy động hắc phụ rót vào trong đại kiếm. Ngươi cũng nên dừng bước tại nơi này, bây giờ chính là ngày chết của ngươi. Người kia huy cự kiếm chém về phía Tô Vô Song. Tô Vô Song bình thản không sợ, một lần nữa nhấc kiếm ngăn cản, ngoài miệng vẫn thản nhiên nói, ta đã nói rồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Người kia cực kỳ khó chịu với thái độ chấp nhất của Tô Vô Song, Hạ Thiên chết chắc, đây đã là đại thế không thể nghịch lại, ngươi còn kiên trì như vậy làm gì, chi bằng đào mệnh đi thôi. Ha ha, vừa nãy ngươi còn nói muốn mạng của ta, bây giờ lại khuyên ta đào mệnh. Tô Vô Song mỉm cười, điều này nói rõ ngươi đã sắp đến cực hạn rồi. Người kia biến sắc, giận tím mặt, vậy thì đi chết đi, ai cũng không cứu được ngươi. Lần này, hắn ta lấy khí tức màu đỏ từ trong kén đỏ rót vào bên trong cự kiếm. Sao? Tô Vô Song trầm xuống, phát hiện thanh cự kiếm này nặng không chỉ gấp 10 lần, nhất thời có chút khó mà gánh nổi. Bành! Kiếm khí xuyên thấu cơ thể Tô Vô Song, đánh nát mặt đất. Ngươi thua rồi. Lúc này, Tô Vô Song cong môi cười nói. Người kia khó hiểu hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Nhưng một giây sau, tim của hắn ta cuồng loạn lên. Vừa quay đầu lại, hắn ta đã nhìn thấy một gương mặt đang cười hì hì. Hạ Thiên! Người kia bị dọa đến hồn phi phách tán, tại sao ngươi lại có thể trốn ra khỏi kén thế? Bành! Trả lời hắn ta chỉ có nắm đấm. Một quyền này mang theo sức mạnh không thể tưởng tượng đập vào đầu của hắn ta. Ngươi có đánh chúng cũng vô dụng thôi. Người kia rất nhanh lấy lại tinh thần, gào to với Hạ Thiên, chỉ cần sát phụ vẫn còn, ta có thể ngưng tụ vô số cái đầu, ngươi giết không bao giờ hết, hả? Lời còn chưa nói hết, hắc phụ cuồn cuộn bỗng nhiên nhanh chóng thu lại, sau đó tự động giúp hắn ta ngưng tụ trở về. Sau đó, hắn ta giống như đạn pháo, bị nắm đấm Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Người kia nặng nề rơi xuống đất sâu ba trượng, thiếu chút nữa bị chôn sống. Không thể nào. Người kia chật vật từ dưới đất bò lên, mở to mắt nhìn Hạ Thiên, ánh mắt không thể tin nổi, tại sao ngươi lại thay đổi được vụ sát chi khu của ta? Ta chẳng quan tâm cái gì là vụ sát hay là nước. Hạ Thiên lười biếng nói, trên bản chất cũng đều là thứ giống nhau mà thôi, tên là gì cũng vô dụng. Người kia vẫn không cách nào tiếp nhận, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, tại sao ngươi lại có thể trốn ra khỏi túy thi kén của ta? Bởi vì ta không có vào đó. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Không vào. Người kia hoàn toàn không nghĩ đến đáp án lại là như vậy, lập tức lắc đầu, không thể nào, trước đó túy thi kén của ta đã bắt được ngươi. Nếu ngươi không vào, vì sao ngươi mãi cũng không thấy xuất hiện, còn tùy ý để ta ngược sát nữ nhân của ngươi? Hạ Thiên khinh thường nói, tên ngốc ngươi đúng là vô sỉ, rõ ràng vợ Vô Song chỉ đối phó qua loa với ngươi mà thôi. Nếu nàng muốn giết ngươi, một kiếm là được. Không sai. Tô Vô Song thản nhiên đáp. Ha ha ha, đúng là cuồng không biên giới. Người kia hơi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ trào phúng, mặc dù ta không biết các ngươi đang bày trò gì, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, hai người các ngươi khó mà thoát khỏi cái chết. Câu nói này không thích hợp cho ngươi nói. Hạ Thiên mỉm cười, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, chậm rãi đâm về phía mi tâm người kia, thích hợp với loại ngu ngốc như ngươi nhất vẫn là đi chết đi. Vậy ta sẽ thử một chút, xem rốt cuộc hươu chết vào tay ai.
người kia cũng lửa giận tăng vọt, song trưởng mang theo sát khí cuồn cuộn chụp về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, Hưu là vô tội, là ngươi chết mà thôi. Kén màu đỏ hóa thành sợi dây đỏ, sắc bén vô cùng cắt về phía Hạ Thiên, dường như muốn cắt nát hắn thành từng khúc. Đi cho ta, phốc. Người kia đột nhiên há miệng phun ra kiếm khí, chỉ là còn chưa thành hình, kiếm khí đã biến thành tâm huyết bắn tung tóe ra ngoài. Ngân châm của Hạ Thiên đã đâm vào mi tâm của hắn ta. A! À, người kia kêu thảm một tiếng, cảm nhận sát khí bên trong cơ thể không thể rút về, không, không. Một lát sau, một luồng ánh sáng nhỏ màu đỏ từ lông mày người kia bay ra. Bù! Tô Vô Song trừng mắt, lập tức lách mình, một kiếm chém về phía luồng ánh sáng kia. Các ngươi không được, á! Bên trong luồng ánh sáng vang lên một tiếng kêu thảm, sau đó vỡ ra thành hai mảnh, lộ ra thứ đổ vật bên trong. Ngón giữa và ngón trỏ tay trái Hạ Thiên nhanh chóng kẹp lấy vật kia. Đó là một mảnh vỡ tinh thạch nhỏ, khoảng chừng hạt gạo. Đây là mảnh vỡ tinh hạch. Tô Vô Song nhìn thấy vật kia, không khỏi kinh hô một tiếng. Có chút kỳ quái, nó không giống mảnh vỡ ý chí trái đất. Hạ Thiên nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, ngược lại có chút giống với cái khối đã đào tẩu kia. Tô Vô Song không hiểu hỏi, là cái nào? Không quan trọng. Hạ Thiên cầm mảnh vỡ đưa cho Tô Vô Song, vợ Vô Song, cho nàng này. Cho ta. Tô Vô Song sửng sốt, chàng xác định. Hạ Thiên làm ra vẻ đương nhiên, thế nào? Nàng không muốn. Không phải. Tô Vô Song nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau mới lên tiếng, thứ này cực kỳ hiếm, cho dù ở Tiên Vân Đại Lục ta cũng chỉ nghe nói qua, chứ chưa hề nhìn thấy qua. Ngươi khẳng định cho ta. Hạ Thiên hờ hững đáp, đương nhiên, ta nói tặng cho nàng thì chính là của nàng. À, thật ra chàng có đưa cho ta cũng không dùng đến. Tô Vô Song cười khẽ hai tiếng, có chút tự giễu, ta không giống như người kia, có thể khảm nó vào trong cơ thể. Nữ nhân các nàng không phải thích mấy thứ lấp lánh sao? Hạ Thiên nghiêm túc nói, dù sao cái này cũng tốt hơn kim cương mà. Tô Vô Song có chút không nói nổi Hạ Thiên, chẳng lẽ chàng định xem thứ này là kim cương mà tặng ta? Không phải sao? Hạ Thiên cười nói, nó không phải là mảnh vỡ ý chí trái đất, vậy thì nó vô dụng đối với ta. Hiện tại nàng cũng không cần đến, cho nên xem nó giống như kim cương cũng được mà. Tô Vô Song. Hạ Thiên thấy Tô Vô Song không có phản ứng, liền nói tiếp, nàng không cần thì để ta cho Thanh Thanh nha đầu, hoặc Tiểu Lý Ngư, hoặc Tiêm Tiêm. Ta cũng không nói ta không muốn mà. Tô Vô Song đoạt lấy mảnh vỡ trong lòng bàn tay Hạ Thiên, sau đó bỏ nó vào trong một bình sứ nhỏ. Hạ Thiên nhìn thấy, cười nói, vợ Vô Song, ta cho nàng thứ còn tốt hơn cả kim cương, có phải nàng nên thưởng ta một chút hay không? Tô Vô Song tức giận nói, chàng đang suy nghĩ chuyện xấu gì đấy? Không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Chàng cảm thấy nơi này là chỗ để làm mấy chuyện đó sao? Tô Vô Song liếc mắt. Hạ Thiên trong nháy mắt bắt được tin tức mấu chốt trong lời nói của Tô Vô Song, vợ Vô Song, ý của nàng không ở nơi này là được, đúng không? Ta không có nói, chàng đừng có nghĩ lung tung. Tô Vô Song biết tính cách của Hạ Thiên, lập tức phủ nhận. Hình như đằng trước có động tĩnh. Tô Vô Song nhạy bén cảm nhận được cơ thể Hạ Thiên đang thay đổi, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng lên. Nói đến, Hạ Thiên là nam nhân đầu tiên thân mật với nàng như thế. Năm đó, khi nàng còn ở Tiên Vân Đại Lục, ban đầu nàng chỉ là một thiếu nữ chỉ biết phản nghịch, chỉ biết cưỡi ngựa hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Mặc dù cũng có rất nhiều người gọi là công tử thế gia theo đuổi nàng, nhưng nàng đều không vừa mắt. Đợi đến khi nàng thật sự động tâm, kết quả ngoài ý muốn kết thù với một tu tiên giả. Lúc đó, đám công tử thế non hẹn biển, không rời không bỏ nàng đột nhiên không thấy bóng dáng đâu. Về sau, nàng chạy trốn đến Phiếu Miểu Tiên Môn, cũng may mắn trở thành đệ tử ngoại môn. Vì sống sót, nàng đành phải liều mạng khổ tu, không dám dành thời gian cân nhắc phương diện tình cảm. Vất vả lắm mới có được chút thành tựu, cũng có chút danh tiếng trong toàn bộ tiên môn, cũng có cao tầng trong môn cố ý muốn nàng làm đạo lữ. Chỉ là nàng quá mệt mỏi, một lòng muốn thay đổi cuộc sống. Cho nên, 12 năm trước nàng đã chủ động tham gia nhiệm vụ đến trái đất tìm kiếm Nguyệt Thanh Nhã.
Lúc đó, pháp trận xảy ra vấn đề, khiến nàng nhục thân tiêu vong, linh hồn tiến vào cơ thể An Tâm. Nàng vốn định mượn thân xác An Tâm, trở thành một người bình thường, bình yên sống qua một đời. Chỉ là không nghĩ đến, vận mệnh vẫn không buông tha nàng, cuối cùng vẫn phải gặp lại Hạ Thiên, ngược lại còn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với tu tiên. Cho dù bây giờ tầng giấy mỏng vẫn còn chưa bị phá rách, nhưng nàng biết mình cũng khó thoát khỏi bị Hạ Thiên quấn lấy. Tuy nhiên, nàng còn chưa chuẩn bị kỹ càng, ít nhất nàng cảm thấy hiện tại chưa thích hợp. Hạ Thiên không biết, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Tô Vô Song đã lóe lên vô số hình ảnh và suy nghĩ. Hắn mất hứng nói, vợ Vô Song, nàng nói sang chuyện khác là không đúng rồi. Chờ sự việc lần này kết thúc, chàng muốn thế nào cũng được. Tô Vô Song thấy bàn tay Hạ Thiên nắm chặt lấy cổ tay của nàng, liền tức giận nói, chàng nhất định phải bây giờ sao? Phải ở nơi này sao? Ta không nói bây giờ mà. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội, ta chỉ muốn nàng hôn ta một cái, coi như phần thưởng, nàng đang suy nghĩ gì thế? Tô Vô Song biết tên sắc lang kia đang trêu chọc nàng, liền nói, không có phần thưởng gì cả, tự xử lý lấy đi. Không có thì không có. Hạ Thiên cười nói, dù sao vừa rồi nàng cũng đã đồng ý, chờ đến khi ra ngoài, ta muốn thế nào cũng được. Tô Vô Song ngẩn cả người, lúc này nàng mới phát hiện nàng bị lừa, liền tức đến mức muốn cắn người. Đằng trước quả thật có chuyện, vợ Vô Song, chúng ta qua đó đi. Hạ Thiên không hề xấu hổ ôm lấy eo Tô Vô Song, lướt về một hướng nào đó đằng trước. Cuối hành lang là một động thiên phúc địa cực kỳ mỹ lệ. Nơi này linh khí dồi dào, bên trong thiên địa đều là khí tức nồng đậm. Dãy núi như đảo, treo cao giữa không trung giống như sao trời. Còn có một dòng sông dài không biết từ nơi nào mà đến, xuyên qua dãy núi, nối liền tất cả cùng một chỗ. Thạch Thuần từ một hành lang trong đó bước ra, gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ. Bối bối tỷ, còn có y nhân tỷ đi đâu hết rồi? Thạch Thuần cau mũi, bĩu môi nói. Vừa rồi. Bên trong bí cảnh quy khư, sau khi khởi động tam giới cộng minh, cánh cửa bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu trắng bỏng mắt, khiến cho các nàng không thể mở mắt ra được. Tiếp theo, mọi người đều cảm thấy cơ thể không bị khống chế bay vào bên trong cánh cửa. Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, người đã xuất hiện bên trong một hành lang. Thuận theo hành lang, nàng đã đến đây. Trên đường đi, nàng không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cũng không gặp bất kỳ ai. Thạch Thuần nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó rơi xuống một ngọn núi, cao giọng hô lớn, đúng là nhàm chán quá. Bối bối tỷ, y nhân tỷ, mọi người đâu hết rồi? Âm thanh của nàng vốn có chút hoạt bát, nhưng sau khi truyền đi lại bị lệch. Cho nên nàng cũng không hô nữa. Lúc này, từ đằng xa vang lên một giọng nữ nhân, chậc chậc chậc, tiểu cô nương, người đang tìm người sao? Là ai, có ngon thì đừng núp nữa. Mau ra đây gặp nãi nãi ngươi đi. Thạch Thuần có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn bốn phía, kết quả chẳng thấy một ai. Âm thanh kia khinh miệt nói, tiểu cô nương, ngươi từ chỗ nào đi ra thì về lại chỗ đó. Nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể đến. Cái gì gọi là nơi ta không thể đến? Thạch Thuần hừ lạnh một tiếng, ngươi nói chuyện đúng là không có trình độ. Ta đã đến, mà còn đứng ở đây đấy. Âm thanh kia lên tiếng. Niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, ta sẽ tha cho ngươi một lần, ngươi đừng tự tìm đường chết. Tính tình của Thạch Thuần cũng không thua kém Hạ Thiên bao nhiêu, nghe xong, liền cảm thấy khó chịu vô cùng, ngươi tốt nhất cút ra đây cho ta. Nếu không, chờ ta tìm được ngươi, ngươi cũng đừng trách ta xử lý ngươi. Nữ nhân kia cười khẽ, cao giọng nói, tuổi tác không nhỏ, tính tình cũng rất lớn, ngươi có bản lãnh gì có thể đánh ta. Ngươi cút ra đây trước đi. Thạch Thuần bóp đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nói, đừng khinh ta còn trẻ, ta đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, danh xưng thần quyền vô địch, trung cực sát nhân vương thối pháp cái thế, à, giang hải liễu gia liễu hàm. Nữ nhân kia chậm rãi bước ra từ một ngọn núi, từ trên cao nhìn xuống Thạch Thuần, ồ, nói như vậy, ngươi là người từ giới ngoài vào. Cái gì mà giới ngoài giới trong? Thạch Thuần nhảy lên mép bên phải ngọn núi nữ nhân kia đang đứng, ngươi là ai? Giới trong chính là bí cảnh thiên cung, giới ngoại chính là thế giới bí cảnh. Nữ nhân kia nở nụ cười nhàn nhạt, ta tên Bùi Thanh Phong, người của Bùi gia giới trong,
thụ sứ mệnh gia tộc ngăn cản tất cả những người tiến vào cực tiên mộ làm loạn. Ta không phải đến làm loạn. Thạch Thuần nghiêm túc giải thích, ta đến đây chỉ là để cứu vớt trái đất. Mặc kệ bí cảnh gì, tổng cũng nằm trên trái đất hết. Điều này cũng nói rõ ta cũng đang cứu ngươi đấy. Ngươi đừng nên cản ta, ngược lại ngươi nên nhanh chóng đưa ta đến khu vực trung tâm mộ thất. Bùi Thanh Phong lạnh lùng nói, ngươi nói có vẻ hiên ngang lẫm liệt nhỉ. Ngươi còn không phải vì linh khí chất chứa bên trong huyền tinh quan thất sao? Ta sẽ không để ngươi qua đó đâu. Ta nhất định phải đến đó. Thạch Thuần nhếch miệng, lười nói đạo lý gì thêm, ngươi tốt nhất nên tránh ra. Mặc dù ngươi có thể rất lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa cũng không bằng anh rể của ta. Nếu để cho anh rể ta nhìn thấy ngươi khi dễ ta, đừng nói ngươi, cả nhà ngươi cũng sẽ bị ăn đòn. Bùi Thanh Phong nghi ngờ hỏi, anh rể của ngươi là ai? Anh rể của ta tên Hạ Thiên. Thạch Thuần nghiêm túc nói, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Cánh cửa bí cảnh thiên cung cũng là do hắn mở ra. Con người Bùi Thanh Phong hơi co rụt lại, gương mặt hiện lên sự phẫn nộ, giọng nói cũng tràn ngập sát ý, cho dù bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta cũng không có ý định buông tha cho ngươi. Ngươi có bệnh à? Thạch Thuần cực kỳ khó chịu, nếu không phải anh rể của ta đã nói qua, phải lấy đức phục người, lấy lý phục người, ta cũng lười nói nhảm với ngươi ở đây. Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Bùi Thanh Phong khoát tay, ngưng tụ một đạo kiếm khí màu đỏ, chỉ về phía Thạch Thuần, đám giới ngoài các ngươi người nào cũng đáng chết. Nhất là Hạ Thiên, hắn dám tự tiện mở ra cánh cửa cực tiên mộ, mưu toan chiếm đoạt linh khí còn sót lại của Phù Diêu tiên tử. Hắn đang đoạn căn cơ sinh tồn của người giới trong chúng ta, là tử địch của tất cả mọi người giới trong. Nếu ngươi là người thân của Hạ Thiên, ta sẽ giết ngươi tế cờ. Lời còn chưa dứt, người đã thả xuống, kiếm đâm thẳng Thạch Thuần. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Còn mang theo một kiếm khí màu đỏ, giống như một con sư tử cái mở cái miệng rộng. Tế cái đầu mẹ ngươi đấy. Thạch Thuần nhìn thấy tình huống này, nhịn không được chửi bậy một câu, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bối rối, vận phiếu miểu bộ Hạ Thiên đã cải tiến vọt đến bên cạnh. Bành! Kiếm khí chém vào mặt đất, gọt ra một rãnh sâu 3 mét, bụi đất vẩy ra, đất đá cuồn cuộn. Thạch Thuần tránh được một kiếm, có chút khó chịu nói, này, ngươi cầm kiếm, ta cái gì cũng không có, có phải không được công bằng hay không? Hừ, chẳng quan tâm. Gương mặt Bùi Thanh Phong hiện lên sự lạnh lẽo. Vặn người chém ra vài kiếm. Mẹ kiếp! Thạch Thuần thấy vậy, đành phải né tránh, người đúng là không nói võ đức. Bùi Thanh Phong khinh thường nói, đúng là buồn cười, liều mạng tranh đấu, nói cái gì là võ đức? Nếu ngươi không nói võ đức, vậy cũng đừng trách ta không nói đạo nghĩa. Thân hình Thạch Thuần tránh chuyển xê dịch giữa những ngọn núi, đột nhiên móc một số thứ từ trong ngực ra ta, mộc đột, phi điều thủ lý kiếm. Chỉ thấy nàng ném ra mấy món đồ, dùng tốc độ cực nhanh bắn vào mặt Bùi Thanh Phong. Bùi Thanh Phong giật nảy người, lập tức rút kiếm bổ tới. Keng! Trường kiếm tinh hồng phát ra tiếng kêu, chém những thứ kia thành hai nửa rơi xuống đất. Bùi Thanh Phong cúi đầu, sau đó chửi ầm lên, cái gì là mộc độn, cái gì là phi điều thủ lý, cái này không phải chỉ là một đống đá hay sao? Đúng, ta vừa mới nhặt ở dưới đất. Thạch Thuần cười một tiếng, hơi trêu chọc, tên cũng là do ta mới nghĩ ra thôi, có phải ta có tài lắm không? Bùi Thanh Phong giận sôi, để ta xem thủ đoạn đó có cứu ngươi được hay không? Nói xong, nàng huy kiếm chạm xuống, kiếm xuất cửu ảnh, huyết sát bát phương. Chết đi cho ta! Phong đột, đại điện phong chiến chi thuật. Thân hình Thạch Thuần lóe lên, không lùi mà tiến tới, vọt đến gần Bùi Thanh Phong, đưa tay vỗ trúng phần bụng đối phương. Hừ, mấy thứ hoa văn này vô dụng thôi. Bùi Thanh Phong bình thản không sợ, kiếm trong tay biến thành một cái lưỡi mềm mại, cuốn lấy Thạch Thuần, bây giờ ngươi còn có thể trốn, phốc. Đột nhiên, một lực đạo cương mãnh đột nhiên xông ra cắt ngang lời nói của nàng. Bùi Thanh Phong không kịp chuẩn bị, vội đón đỡ luồng sức mạnh này, chỉ cảm thấy người giống như bị 100 con trâu đụng ngã, lục phủ ngũ tạng muốn nát ra, khóe miệng không khỏi trào máu tươi. Cái này sao lại thế này? Gương mặt của nàng hiện lên sự kinh nghi. Thạch Thuần mỉm cười, xòe bàn tay của mình ra, ở đây có hai tấm đại lực phù. Trước khi đến đây,
Mị tỷ tỷ đã cho ta, nói là rất hữu dụng. Quả nhiên hữu dụng thật. Ngươi, Bùi Thanh Phong tức đến mức thổ huyết, trong lòng cũng sinh ra kiêng kỵ đối với thiếu nữ tinh quái kia, nhưng càng nhiều hơn chính là bị trêu đùa đến thẹn quá hóa giận, ta sẽ giết ngươi. Một kiếm hóa ba, ba hóa ngàn vạn, bao phủ Thạch Thuần. Thạch Thuần bỗng nhiên há miệng phun ra một cái, hỏa đột, hào hỏa cầu chi thuật. Bùi Thanh Phong nghe Thạch Thuần quát, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là thuật sĩ ngũ hành? Kết quả, một bãi nước bọt văng vào mặt. Ngươi! Bùi Thanh Phong biết mình đang bị đùa nghịch, tức đến mức phổi như muốn nổ tung, liền nhấc kiếm chỉ vào Thạch Thuần, tiểu nha đầu, ta không chém ngươi thành muôn mảnh thì ta không phải họ Bùi. Vậy ngươi có thể sửa họ được rồi đấy. Thạch Thuần xoa xoa cằm của mình, nghiêm túc đề nghị, nếu dáng dấp của ngươi đẹp hơn mấy trăm lần nữa, ngươi có thể theo họ Hạ của anh rể ta. Đáng tiếc ngươi. Nàng lắc đầu, biểu hiện tiếc nuối, ngươi quá xấu, ngay cả đầu ngón chân của anh rể ta cũng không xứng. Nếu không, ngươi họ Sửu đi, rất thích hợp với ngươi đấy. Khinh người quá đáng. Mặt Bùi Thanh Phong tức đến mức muốn tái đi, trường kiếm trong tay lắc một cái, đâm thẳng về phía Thạch Thuần. Thạch Thuần cười hắc hắc, lập tức quay người bỏ chạy. Có gan thì ngươi đừng chạy. Bùi Thanh Phong đành phải lửa giận ngập trời rút kiếm đuổi theo. Tuy nhiên, Thạch Thuần có phiếu miểu bộ tương trợ, thân hình nhẹ nhàng, đi lại mau lẹ, xuyên thẳng qua rất nhiều ngọn núi một cách tự nhiên. Bùi Thanh Phong sống chết cũng đuổi không kịp, lần nào cũng còn thiếu một chút, tâm trạng mất bình tĩnh, quát lớn với Thạch Thuần, ngươi đừng để ta bắt được. Bằng không, ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Vậy ngươi để ta bắt đi. Thạch Thuần chơi rất tận hứng, le lưỡi với đối phương, nếu ngươi bắt được ta, nãi nãi ta xin lỗi ngươi, mặc cho ngươi chém giết, róc thịt gì cũng được. Bùi Thanh Phong lại nổi giận lần nữa, tuy nhiên tốc độ lại kém Thạch Thuần một bậc, làm sao cũng không xóa đi được sự chênh lệch đó. Đuổi theo ta đi, ngươi tiếp tục đuổi theo ta đi. Thạch Thuần chơi rất hứng thú, thỉnh thoảng dừng lại trêu chọc đối phương, còn thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần lần sau ngươi nhanh hơn nữa, ngươi có thể bắt được ta. Ta không rảnh chơi trò trốn tìm chỗ này với ngươi đâu. Bùi Thanh Phong đuổi một hồi, rốt cuộc cũng ngừng lại, mặt lạnh như nước, ban đầu ta còn niệm tình tuổi ngươi còn nhỏ, không muốn hạ sát thủ. Đáng tiếc, ngươi lại không biết tốt xấu, vậy thì ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi chuẩn bị phát ra đại chiêu sao? Thạch Thuần chẳng những không sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn, ngươi mau lấy ra dùng đi. Ta sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt. Ánh mắt Bùi Thanh Phong tràn ngập sát khí, đột nhiên đâm thẳng trường kiếm tinh hồng xuống mặt đất. Thạch Thuần nhìn thấy, cảm giác có chút kỳ quái, ngươi đang làm gì thế? Chẳng lẽ cắm kiếm xuống đất xong, nàng ta sẽ biến thân? Hay là nàng ta muốn hấp thu sức mạnh từ mặt đất, sau đó biến lớn? Đợi vài giây, trong lòng Thạch Thuần bỗng nhiên run lên, cảm giác có chút không thích hợp, giống như có thứ gì đó đang dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía nàng. Thạch Thuần nhìn xung quanh, cũng không phát hiện nơi phát ra nguy hiểm, lại cảm nhận mặt đất một chút, dường như cũng không có dấu hiệu gì. Thiên nhận phá không, tiểu sát nàng ta cho ta. Gương mặt Bùi Thanh Phong tràn ngập sát khí, đưa tay chỉ Thạch Thuần, há miệng quát lớn. Đột nhiên, vô số lưỡi kiếm tinh hồng giống như dây leo từ bốn phương tám hướng xuyên ra ngoài, toàn bộ phóng tới Thạch Thuần. Lần này, ngược lại đã phong bế toàn bộ đường đi của Thạch Thuần. Hừ, ngươi không phải rất biết tránh sao? Bây giờ ngươi tránh cho ta đi. Bùi Thanh Phong tức giận mắng, ta không tin lần này ngươi còn có thể tránh. Thạch Thuần giống như sợ ngây người, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho vô số lưỡi kiếm đâm tới nàng. Quả nhiên ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, ngươi sợ đến choáng váng rồi sao? Ánh mắt Bùi Thanh Phong hiện lên sự khinh miệt trào phúng. Thiếu nữ trước mắt đã là người chết. Trong lúc nàng ta đang cân nhắc nên tiếp tục đến chỗ nào để mai phục những kẻ xâm nhập cực tiên mộ, đằng sau tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười hì hì, ngươi mới là sợ choáng váng đấy. Ai? Suy nghĩ của Bùi Thanh Phong bị cắt ngang, cả người sợ hãi cả kinh. Nàng ta quay đầu lại, đột nhiên phát hiện đứng sau lưng mình là thiếu nữ đáng ghét kia, tại sao ngươi lại ở đây? Còn người đứng đó là ai? Ta không nói cho ngươi biết đâu. Thạch Thuần cười hắc hắc. Lập tức nắm chặt nắm đấm đấm thẳng vào mặt Bùi Thanh Phong. Cả người Bùi Thanh Phong nhất thời bay ra ngoài.
Lúc này, ánh mắt của nàng vừa lúc đảo qua chỗ Thạch Thuần đang bị vô số lưỡi kiếm tinh hồng của nàng đâm trúng. Thạch Thuần đó lập tức hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Bành! Khi Bùi Thanh Phong sắp rơi xuống đất, trên bụng lại bị đá một cước, cả người một lần nữa bay lên. Nắm đấm của Thạch Thuần giống như hạt mưa, điên cuồng đánh vào người Bùi Thanh Phong. Nàng chưa nghĩ ra tên của bộ quyền pháp là gì, nhưng điều này không quan trọng, trước phế địch nhân đi rồi nói. Mấy chuyện giết người, một đứa bé ngoan như nàng tuyệt đối không làm. Nhưng người khác trêu chọc nàng, nàng nhất định phải phế người đó, ít nhất không để đối phương có khả năng tái khởi. Phốc! Bùi Thanh Phong phun máu tươi, từ giữa không trung nặng nề rơi xuống đất, không cam lòng gầm lên, ngươi đúng là hèn hạ. Ta hèn hạ chỗ nào? Thạch Thuần bày ra vẻ mặt vô tội, ngươi cầm kiếm, còn ta tay không, ngươi không cảm thấy mình hèn hạ mà cho rằng ta hèn hạ. Đương nhiên! Bùi Thanh Phong nghiến răng mắng, các ngươi sắp nhập cực tiên mộ, đừng nói cầm kiếm, cho dù thiên đao vạn quả các ngươi cũng là chuyện nên làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 191.